Bà nội tài phiệt đã nhẫn tâm đuổi cháu trai ra khỏi nhà 10 năm trước, nhưng bây giờ lại yêu cầu thư ký đi tìm về để thừa kế khối tài sản hàng nghìn tỷ won. Chỉ vì người cháu lớn của bà vừa qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, gia đình không còn ai để nối dõi tông đường. Nhưng bà không biết đứa cháu ngoài giá thú bị bà ta nhẫn đuổi đi, bây giờ anh đang bị các chủ nợ truy đuổi khắp mọi nơi. Khi thư ký Jin tìm thấy Biseng, anh đang thu dọn hành lý và chuẩn bị chạy trốn. Biseng nhầm tưởng đối phương là chủ nợ nên nói dối rằng anh chỉ là một người bạn của Biseng mà thôi. Thư ký Jin muốn hỏi vài câu nhưng anh không nói một lời, nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ chạy. Biseng đã ngồi lên xe bạn gái Pinru của mình và bỏ đi. Thư ký Jin nhanh chóng đuổi theo. Pinru ngay lập tức tăng tốc độ của siêu xe lên 120 dặm/giờ. Sau đó cô lấy ra hai vé tàu từ áo nhỏ của mình. Biseng hơi bối rối khi nhìn thấy có hai tấm vé. Pinru nói rằng cô ấy sẵn sàng chạy cùng Biseng, nhưng trước khi họ có thể hạnh phúc, chủ nợ đã chặn đường phía trước rồi. Pinru nhanh chóng dùng chiêu đờ jeep bẻ vào một ngõ khác. Nhưng vào lúc này, thư ký Jin đã đỗ xe chặn ngã tư. Biseng và Pinru không thể né tránh, ngã xuống đất, thấy sắp bị chủ nợ bắt giữ, anh hôn vội cô một cái rồi bỏ Pinru lại và chạy trốn một mình. Biseng trèo qua tường chạy thật nhanh về ga xe lửa, thoát khỏi sự truy đuổi của chủ nợ thành công, nhưng thư ký Jin một lần nữa ngăn Biseng lại. Sau vài câu đánh lạc hướng đã thành công vượt qua thư ký Jin, anh tăng tốc và leo lên tàu một cách suôn sẻ. Nhìn chủ nợ không đuổi kịp, Biseng nở nụ cười tự hào, nhưng anh ấy không biết với nụ cười này, anh đã bỏ lỡ cơ hội thừa kế tài sản hàng nghìn tỷ. Sau đó Pinru cũng đuổi theo anh ta ra ga, cô không chấp nhận sự thật người bạn trai đã bỏ mình lại, tức giận cô chửi bới liên tục, từ đó thư ký Jin cũng biết được tên thật của anh là gì. Chẳng bao lâu Biseng đã đến Seoul, nhưng rồi anh chợt phát hiện tiền của mình đã bị mất trong cuộc rượt đuổi vừa rồi, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho người bạn Jen Biao để được giúp đỡ. Tuy nhiên, Jen Biao bị lừa và không dám trả lời điện thoại, Biseng phải chờ ở nhà ga. Ngay khi anh ấy đang đếm xem mình còn lại bao nhiêu tiền thì một cô gái say rượu va vào anh, mấy đồng bạc lẽ trong tay Biseng rơi xuống đất. Điều này làm cho Biseng tức giận, thế là anh bước tới và định dạy cho cô gái một bài học. Cô gái không nói gì mà lập tức xin lỗi. Biseng thấy cô đã say rồi nên thật khó để nói điều gì khác, anh quay lại và tiếp tục nhặt các đồng tiền. Tuy nhiên, sau khi nhặt được một lúc, anh quay lại thì phát hiện cô gái đang ngủ đứng. Điều này khiến Biseng rất tò mò, anh bước tới và gọi cô. Điều làm anh ngạc nhiên là cô gái thực sự đã ngủ quên tại chỗ, thế nên anh ân cần khuyên cô gái về nhà nhanh chóng. Nhưng không ngờ cô gái lại mắng anh, Biseng không nói nên lời. Sau khi nghe điều này, anh quay lại và rời đi. Điều anh không ngờ là cô gái say rượu phát điên, kéo cổ áo Biseng nói Biseng đã lấy trộm túi sách của cô ta. Tệ hơn nữa, hành vi của họ đã sớm báo động cho cảnh sát. Anh muốn giải thích chuyện đã xảy ra nhưng cô gái ngồi xuống đất và lăn lộn, thế là cảnh sát đành phải đưa hai người về đồn. Cô gái lúc này đã say và bất tỉnh, nghiêng đầu tựa vào vai Biseng. Biseng cảm thấy rất khó chịu và muốn đẩy ra nhưng cô gái thất tình lại nói trong giấc ngủ cầu xin người đàn ông của cô đừng rời xa cô. Biseng cũng thông cảm, sau khi nghe điều này đã ngừng đẩy cô gái đi. Cảnh sát đã sớm thông báo cho gia đình cô gái khi cha và anh trai của cô gái đến đồn. Thấy cô đã ngủ rồi, người cha bước tới vỗ nhẹ cho cô tỉnh giấc thì đầu cô đập vào mũi của Biseng khiến anh chảy máu. Chàng trai trẻ, cậu ổn chứ? Chỉ khi đó anh trai cô mới phát hiện ra cô ấy có mâu thuẫn với Biseng. Biseng đã gọi cho Jen Biao nhờ giúp đỡ nhưng không được, anh ta lập tức quay mặt đi và giả vờ như không nhận ra anh. Nhưng Biseng đã nhận ra, Jen Biao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Biseng về nhà. Điều họ không mong đợi là ngày hôm sau cô ấy và Biseng có chuyện đáng xấu hổ xảy ra. Cô nhắm mắt bước vào phòng tắm không hề biết rằng bên trong đang có một người đàn ông lạ mặt đang gội đầu. Sun In bình thản kéo quần xuống đi vệ sinh. Biseng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, anh nhanh chóng lau đi lớp bọt rồi mở mắt ra kiểm tra, phát hiện đó là Sun In đang đi toilet. Anh sợ hãi nhưng không dám phát ra âm thanh nào. Chẳng mấy chốc, Sun In đã giải quyết xong vấn đề và chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng vào lúc này cô cũng phát hiện ra điều bất thường, cô quay lại và nhìn Biseng đang xấu hổ như tượng điêu khắc. Sun In lập tức hét lớn, mắt không ngừng hướng về phía tiểu tiêu của anh, cô phản ứng liền nhặt ngay phích cắm bồn cầu bắt đầu gõ điên cuồng vào người Biseng. Người nhà nghe tiếng ồn liền chạy ra kiểm tra, họ thấy Biseng quấn khăn tắm đang mệt nhọc trốn khỏi sự truy đuổi của Sun In, người nhà muốn ngăn cản nhưng không có cách nào. Sau đó, mọi người ngồi xuống và cùng nhau ăn sáng, sau lời giải thích của người nhà, Sun In mới biết người đàn ông trước mặt cô là Biseng, bạn của anh trai Jen Biao. Cô được biết Biseng sẽ tạm thời ở nhà, họ lập tức phản đối, còn cho biết ở nhà có một cô con gái đã đến tuổi lấy chồng, thật bất tiện khi có một người đàn ông xa lạ. Nhưng mẹ cô chống cự và nói lần nào cô ấy say, hoặc anh trai hoặc bố cô sẽ thay nhau khiêng về. Đây đơn giản không phải là điều mà một cô con gái sắp lấy chồng nên làm, và còn tố cáo Sun In làm mất mặt gia đình. Sun In cảm thấy khó chịu, nói buồn thì uống chút rượu cũng được, Biseng cũng ra tay nói đỡ, người ta chia tay nên uống một ly không sao. Sun In rất ngạc nhiên khi Biseng biết mình đã chia tay người yêu. Biseng kể lại câu chuyện Sun In phát điên đêm qua. Nghe xong lời này, Sun In nổi giận muốn gia đình đuổi Biseng đi. Nhưng bố đã nói với cô đêm qua cô ấy say rượu và phát điên nói Biseng giật túi sách của cô. Không những vậy, cô còn dùng bạo lực với Biseng khiến Biseng bị đưa đến đồn cảnh sát mà không có lý do. Nếu Biseng không phải là bạn của Jen Biao, cô đã bị người ta tố cáo từ lâu. Vì thế gia đình hoàn toàn phớt lờ vẫn nhất quyết để Biseng ở lại. Mặc dù họ đã giữ Biseng nhưng kể từ khi sự việc đáng xấu hổ đó xảy ra, Sun In rất ghét anh. Cô quấy rầy Jen Biao mỗi ngày để xua đuổi Biseng. Cha mẹ Sun In cũng bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, họ thấy rất bất tiện khi có người ngoài sống ở nhà. Biseng muốn nhanh chóng tìm được một công việc, anh muốn ngăn gia đình Sun In nghĩ rằng anh được sống và ăn uống miễn phí. Vì thế anh đề nghị giúp đỡ Sun In đi giao đồ ăn, nhưng vì không quen nơi này nên anh không tìm được đường.
Anh ấy đã nhờ giúp đỡ chỉ đường trên bản đồ nhưng người đàn ông giàu có này có vẻ thờ ơ. Không những vậy, sau khi hắn cầm bản đồ, đèn chuyển xanh, đã tăng ga và bỏ chạy ném luôn bản đồ về phía sau. Tờ giấy ngay lập tức che mặt anh khiến Bisen ngã ra đường. Điều này làm cho Bisen trở nên tức giận, anh chạy theo hắn ta đến tận tầng dưới của một công ty. Bisen không biết công ty này là tập đoàn Chaebol của bà nội anh ấy. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ đã kéo anh ta như một con lợn. Khoảnh khắc này Bisen cũng tình cờ đi ngang qua bà nội tài phiệt. Sau khi Bisen bị đuổi khỏi đây, anh nghĩ hôm nay mình thật xui xẻo, nhưng chưa đâu, chiếc xe của anh ta đã bị chiếc xe hơi sang trọng của người khác tông nát thành sắt vụn. Lúc này Sun In đang làm việc trong siêu thị bất ngờ gặp lại bạn trai cũ, người đã bỏ rơi cô mê đắm định chào anh ta nhưng bạn gái của bạn trai cũ xuất hiện. Nhìn hai người yêu nhau quá, còn mang theo nhẫn kim cương lớn cho các cặp đôi, Sun In vội vàng tháo chiếc nhẫn của cô và hắn ta ra, không ngờ chiếc nhẫn lại vô tình rơi rồi lăn thẳng vào chân bạn trai cũ. Hắn lập tức cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên mỉa mai nói với Sun In rằng đừng nhớ hắn quá nhiều. Nói xong hắn ta vứt chiếc nhẫn như rác sau đó dẫn theo bạn gái chuẩn bị rời đi. Tại thời điểm này Bisen đã ngăn họ lại, anh hỏi bạn trai cũ của Sun In tại sao lại hành động vô tâm như vậy. Anh bắt đầu chửi và xì vào hắn ta, nói hắn chỉ đang lùa gà, sổ hộ khẩu của Sun In không nên có tên hắn là đúng. Sun In nhìn thấy liền vội vàng ngăn cản Bisen. Bisen càng trở nên tức giận hơn, lập tức quay lại và mắng Sun In, nói Sun In không nên rơi nước mắt vì một người như thế. Sun In đã rất tức giận sau khi nghe điều này, giáng cho Bisen một cái tát vào mặt. Cô muốn Bisen ngừng can thiệp vào việc của người khác bởi vì điều này sẽ chỉ khiến cô thêm xấu hổ. Sau đó cô lại mắng bạn trai cũ rồi buồn bã bỏ đi. Bisen cũng cảm thấy mình không nên hành động như vậy. Anh ấy đã xin lỗi cô và trả lại chiếc nhẫn anh nhặt được cho Sun In. Sun In lấy chiếc nhẫn rồi không chần chừ cô ném thẳng vào thùng rác. Tình nghĩa với người cũ đến đây là hết. Để kỷ niệm sự thật rằng cô đã buông bỏ mối quan hệ đó, Sun In đến quán nhậu cùng Bisen. Sau một hồi chén qua chén lại, lần này Sun In lại phát ra cơn say điên cuồng. Cô kéo Bisen và nói rằng anh ta đã lấy trộm túi sách của mình, nhưng rõ ràng chiếc túi đang ở ngay trước mặt cô ấy. Đợi đến khi Sun In say, Bisen bắt xe buýt đưa Sun In về nhà. Dọc đường Sun In luôn tựa vào vai Bisen, điều này làm cho Bisen trong lòng hưng phấn bắt đầu có chút cảm tình với cô. Vào bữa sáng ngày hôm sau, cha của Sun In hỏi Bisen xem anh đã tìm được việc làm chưa, anh nói vẫn chưa. Sau khi nghe điều này, cha của Sun In cũng nói rằng hiện tại có quá nhiều người thất nghiệp, thật khó để tìm được một công việc tốt. Mẹ cô cho rằng không thể tìm được một công việc dễ dàng và kiếm được nhiều tiền, cha của Sun In đã yêu cầu giới thiệu anh vào làm kho siêu thị. Dưới sự giới thiệu của Sun In, Bisen sớm đến làm việc tại kho siêu thị. Người quản lý kho hàng hỏi Bisen mối quan hệ với Sun In là gì. Bisen lập tức nhớ tới lúc mình đang tắm, lúc đó Sun In vào đi tiểu. Khoảnh khắc đó được anh chia sẻ với mọi người, lập tức đổ thêm dầu vào lửa giữa anh và Sun In. Sun In thấy Bisen đang chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người, cô tức giận đến mức gần như nổ tung ngay tại chỗ. Bisen nhìn thấy ánh mắt tử thần của Sun In, anh lập tức hoảng sợ. Sun In ngay lập tức bắt đầu sử dụng cây lau nhà, thế là anh vội chạy đi. Ngay lúc hai người họ đang giật đuổi nhau, Sun In đụng phải một anh chàng đẹp trai, cú ngã bất ngờ khiến người đàn ông hơi bực. Cô phản ứng nhanh chóng đứng dậy và xin lỗi, nói rằng sẽ bồi thường cho người đàn ông đó. Không ngờ người đàn ông lại mỉm cười dù cô ngủ cùng mình, khiến Sun In sửng sốt một lát, cảm thấy Sun In đang bị trêu chọc. Bisen lập tức đứng lên trách móc anh ta. Bisen chợt nhớ ra người đàn ông đó mới chỉ cách đây vài ngày lái siêu xe khiến anh bị ngã. Sự căm ghét của Bisen ngay lập tức tăng lên một mức độ khác, bắt đầu chửi bới hắn. Tuy nhiên, trước những cáo buộc, người đàn ông vẫn tỏ ra khinh thường, còn lấy ra vài tờ tiền để làm nhục anh. Anh ta muốn Bisen nhanh chóng lấy tiền và ngậm miệng lại. Đối mặt với sự nhục nhã như vậy, Bisen kéo cổ áo người đàn ông và định đánh anh ta. Sun In vội vàng ngăn lại nhưng không thể. Cả hai không bên nào chịu thua, hai người càng ngày càng đánh nhau kịch liệt hơn. Khi hai người đã dính đến mức không thể tách rời thì lãnh đạo công ty xuất hiện. Vừa đi tới, bọn họ lập tức đẩy Bisen ra rồi gật đầu và cúi chào người đàn ông. Dưới sự giới thiệu của lãnh đạo, bấy giờ Bisen và Sun In mới biết thì ra người đàn ông trước mặt chính là giám đốc điều hành của công ty họ, Eun Hyung. Bisen nghe vậy bắt đầu sợ hãi. Sau đó anh và cấp trên trực tiếp của mình đã bị đưa đến văn phòng, họ mắng anh ấy, nhưng Bisen không chịu thừa nhận, nói rằng anh đang giúp đỡ các đồng nghiệp nữ của mình để bảo vệ công lý. Lãnh đạo siêu thị rất tức giận liền nói sẽ sa thải Bisen, nhưng sau khi nghe được điều này, Eun Hyung đã từ chối lời đề nghị của lãnh đạo, không truy cứu trách nhiệm của Bisen. Và phía bên kia, Sun In vẫn lo lắng về việc làm bẩn quần áo của Eun Hyung. Đúng lúc này Eun Hyung đi đến bên cạnh và đưa cho cô ấy tấm danh thiếp của mình. Anh cũng bảo cô gọi cho anh sau khi tan sở để mời đi ăn tối. Sun In ngay lập tức được tâng bốc, cô kể với đồng nghiệp của mình về điều đó. Các đồng nghiệp nghe nói Eun Hyung là một người đàn ông cao lớn, giàu có và đẹp trai, tất cả họ đều cảm thấy rằng đây là một cơ hội tuyệt vời được Chúa ban cho Sun In, thuyết phục cô đến cuộc hẹn. Dưới sự thuyết phục của đồng nghiệp, Sun In sau đó đã quyết định đi, không ngờ chuyện này lại bị Bisen nghe thấy. Đối mặt với sự vô tâm của Sun In khiến Bisen rất không vui. Nhưng điều anh không biết là lúc này có người đang chú ý tới từng động tác của anh, người đó chính là thư ký Jin được bà nội cử đến. Thư ký Jin không mất nhiều thời gian để tìm thấy nhà của Jin Biao, Bisen tưởng rằng ông ta đến đây để đòi nợ, thư ký Jin nói thẳng vào vấn đề đã giúp anh ấy trả hết nợ. Khi anh còn chưa hết bối rối thì ông nói tiếp anh được cho là thế hệ thứ ba của gia đình Chaebol có bà nội siêu giàu. Nghe tin này Bisen cảm thấy vô cùng buồn cười. Sau khi trở về nhà, anh nói với gia đình bạn Jin Biao, tất cả họ đều cho rằng viển vông và bày tỏ sự hoài nghi. Họ cũng hỏi anh ấy đã nghe được từ ai, từ một ông già xa lạ, họ càng tin chắc rằng Bisen đã gặp phải một vụ lừa đảo. Nhưng Bisen cảm thấy mình không một xu dính túi, thật không đáng để bị người khác lừa dối. Cha của Jin Biao đã nhắc nhở anh rằng gần đây băng đảng Ga Eog đang tuyển người, bảo anh ấy đừng xem nhẹ chuyện đó.
Misen nghe vậy liền nghĩ tới cảnh mình bị thiến, quả ớt nhỏ gần như rút vào bụng lập tức từ bỏ ý định mơ mộng. Nhưng anh ấy không biết tất cả những gì ông già kỳ lạ đó nói đều là sự thật, bà nội tài phiệt của anh ấy đang lên kế hoạch lấy lại phần thừa kế khối tài sản hàng tỷ won. Ngày hôm sau khi đi làm, đúng lúc anh mệt mỏi, lãnh đạo lại đến thuyết giảng cho anh, nói rằng anh ấy không nên tranh cãi với giám đốc điều hành công ty Eun Hyung ngày hôm qua, mắng anh vì mất mặt. Ông cũng cho rằng nếu không có sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao từ công ty, ông đã sa thải anh ta từ lâu rồi. Misen đã hỏi Eun Hyung có thực sự tuyệt vời như vậy không? Ông ta nói tất nhiên Eun Hyung thật tuyệt vời, bởi vì anh ta có thể kế vị chức chủ tịch tập đoàn bất cứ lúc nào. Misen trêu chọc ông ta, nói rằng lãnh đạo công ty không có gì đặc biệt, anh ấy là cháu trai của chủ tịch tập đoàn. Ông ta cười nhạo anh ấy và nói nếu anh là cháu trai của chủ tịch tập đoàn thì ông ấy là con trai của chủ tịch, vì thế ông đã cá cược với anh ấy. Để tìm ra sự thật của vấn đề, Misen đến tòa nhà tập đoàn dự định gặp bà anh. Tại thời điểm này, chủ tịch Sen tình cờ bước ra khỏi hội trường với sự hỗ trợ của cấp dưới. Misen ngước mắt và nhìn lên, theo sau chủ tịch Sen là ông già kỳ lạ đang tìm kiếm anh. Bây giờ anh cuối cùng cũng biết rằng ông già xa lạ kia không hề lừa dối anh đúng là người kế thừa thế hệ thứ 3 của tập đoàn Chaebol. Tuy nhiên, anh không có niềm vui chiến thắng bởi vì anh nhớ đến chủ tịch Sen hơn 10 năm trước đuổi hai mẹ con anh ra khỏi nhà. Điều này khiến anh cảm thấy căm hận trong lòng, Misen lựa chọn quay đầu đi, sẽ mất đi cơ hội trở thành Chaebol tài phiệt. Phía bên kia, Sun In với nhiều kỳ vọng đi đến hẹn hò với Eun Hyung, nhưng Eun Hyung chỉ tập trung trò chuyện với bạn bè suốt thời gian, không thèm quan tâm đến cô ấy. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là để tưởng nhớ cháu trai quá cố của chủ tịch Sen Ji Eun Su. Eun Hyung đã hát những bài dân ca trong vài giờ ngay khi bước lên sân khấu, cảm thấy mình không thể hòa nhập được, Sun In thất vọng đành phải về nhà. Sun In vốn tưởng rằng Eun Hyung không có hứng thú với cô, nhưng điều không ngờ là ngày hôm sau Eun Hyung lại tìm đến Sun In, không nói một lời. Anh kéo Sun In lại và nói rằng anh muốn hẹn hò với cô. Sun In không thể từ chối khuôn mặt điển trai của Eun Hyung và phải đồng ý. Sun In được đưa tới một nhà hàng Pháp thưởng thức những con ốc thượng hạng. Sau khi ăn xong, hai người đi thẳng về khách sạn, anh ta bắt đầu cởi áo, Sun In ngơ ngác trong giây lát. Trước khi cô kịp phản ứng, Eun Hyung lại nói với cô ấy chuẩn bị lên giường, Sun In sửng sốt, cô không ngờ Eun Hyung lại táo bạo như vậy. Cô ngay lập tức nói rằng anh đã hiểu sai ý của mình, Sun In nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng càng nghĩ càng thấy không thuyết phục, cô đã quay lại và hỏi Eun Hyung tại sao anh ấy lại bình tâm như vậy. Eun Hyung cho rằng đây là quan điểm của anh về tình yêu, nếu không thích thì bỏ đi, Sun In rất thất vọng nên bỏ về, trước khi rời đi cô thậm chí còn không có thời gian để xỏ giày vào. Sau khi rời khách sạn, Sun In cảm thấy vô cùng sai trái, cô tức giận đi dưới trời mưa. Lúc này Misen tình cờ lái xe tải đến khách sạn giao hàng đã gặp Sun In. Anh dừng xe và nhìn kỹ phát hiện ra người bị mắc mưa là Sun In, nhanh chóng xuống xe ôm cô ấy, hỏi Sun In chuyện gì đã xảy ra. Sun In đang ở dưới mưa cảm thấy vô cùng đau lòng, khóc lóc thảm thiết. Sau khi anh nhìn thấy cô đi dép khách sạn, tưởng lầm Sun In bị bắt nạt nên muốn lên cho Eun Hyung một bài học. Sun In không cho anh đi, điều này sẽ chỉ khiến cô ấy xấu hổ hơn, Misen chỉ có thể an ủi cô. Sau đó hai người vào quán cà phê đối diện để sưởi ấm, Sun In cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngay khi hai người họ đang nói chuyện thì Misen chợt nhớ ra mình vẫn chưa đi giao hàng, anh ấy chạy ra đường thì chiếc xe của anh đã bị kéo đi, đuổi theo cũng không kịp. Đợi anh về công ty, tổ trưởng Gao ngay lập tức bảo anh ta rời khỏi đây, thế là Misen bị sa thải chỉ sau 2 ngày làm việc. Gia đình Sun In bàng hoàng, họ đều trách Misen làm việc không tốt, chỉ có Sun In là biết ơn Misen, cô ấy còn nói muốn mời Misen đi ăn BBQ. Và phía bên kia, kể từ khi Sun In rời đi, Eun Hyung lại càng nhớ Sun In hơn, anh muốn hẹn hò với Sun In lần nữa để trả lại giày cho Sun In thôi. Nhưng khi anh gọi cho Sun In, Misen đã bắt máy, vì thế anh vội chạy đến nơi Sun In làm việc, chuẩn bị giao giày tận nơi. Tại thời điểm này, Misen đứng trước mặt anh không cho gặp cô ấy, hai người ôm nhau không nói một lời và lại bắt đầu đánh nhau. Khi hai người đã yêu nhau đến mức không thể tách rời, cha của Eun Hyung là thư ký Jin đã đến hiện trường, ông ngay lập tức ngăn chặn hành vi tăng cường tình bạn của hai người. Thư ký Jin bước tới chỗ Misen và cúi chào cậu chủ, nói muốn đón cậu ấy về nhà. Eun Hyung chết lặng ngay lập tức. Bà nội tài phiệt thẳng tay đuổi cháu nội 10 năm trước, nhưng giờ đây anh đã được đưa về thừa kế khối tài sản nghìn tỷ để trả thù cho sự tàn nhẫn của bà nội tài phiệt. Misen muốn từ chối, nhưng không ngờ bà nội tài phiệt lại dùng những biện pháp hung hãn chống lại anh. Bà cho biết nếu anh không đủ tự tin để tiếp quản thì hãy rời đi ngay. Bà không muốn lãng phí thời gian của mình với một kẻ hèn nhát. Để chứng minh rằng mình không phải là kẻ hèn, Misen ngay lập tức đồng ý. Dưới sự sắp xếp của bà nội, một tay xã hội đen từng trốn nợ hóa thân thành một thanh niên giàu có. Có hơn 30 người ở nhà luôn sẵn sàng phục vụ, anh còn có xe riêng và tài xế, chỗ ở cũng được đổi thành biệt thự sang trọng với phòng lớn. Tuy nhiên, tất cả những điều này khiến Misen cảm thấy sợ hãi, anh cho rằng mình không phù hợp, muốn chạy trốn, từ bỏ thế giới đầy màu sắc trước mặt. Nhưng thư ký Jin đã nói với anh, căn phòng này là của người cha anh chưa từng gặp bao giờ, trước khi anh ấy đến chủ tịch Sen chưa bao giờ cho ai vào phòng này. Nghe nói bà nội có hy vọng lớn lao cho mình, Misen không còn cách nào khác đành cắn răng chấp nhận. Lúc này Eun Hyung đang rất bất mãn phản đối vấn đề này, sau khi biết Misen là con ngoài giá thú, anh ta thậm chí còn mất bình tĩnh với cha mình, thư ký Jin. Đổ lỗi cho thư ký Jin không có chính kiến, che đậy vụ bê bối của gia đình chủ tịch Sen, anh buộc tội bí thư Jin đối xử với anh ta còn tệ hơn việc đối xử với gia đình chủ tịch Sen. Misen và Sun In đang đi ăn BBQ, Sun In nói rằng cô ấy đã tìm anh cả ngày nay, Misen rất vui. Anh ban đầu muốn tự mình nói với Sun In mình đã trở thành thiếu gia tài phiệt và tỏ tình với Sun In. Nhưng vào lúc này Eun Hyung gọi cho cô, sau khi chứng kiến Sun In bị Eun Hyung bắt nạt, cô ấy không những không giận còn trả lời điện thoại rất hào hứng.
Bi-sen rất tức giận lập tức chụp lấy chiếc điện thoại yêu cầu Yoon-hyung đừng làm phiền Sun-in nữa, sau đó anh cúp điện thoại. Điều này khiến Sun-in tức giận, trách Bi-sen cúp máy khi chưa được phép. Bi-sen nói Sun-in không có lòng tự trọng, bị một người đàn ông làm nhục, cô vẫn chơi cháo bám lấy anh ta. Tuy nhiên, Sun-in đã bị khuôn mặt đẹp trai của Yoon-hyung làm cho lóa mắt, không thể nghe lời khuyên của anh. Để xua tan ý định đi gặp Yoon-hyung của Sun-in, anh nói rằng nếu Sun-in thực sự thiếu đàn ông, anh có thể là người yêu của Sun-in. Nghe xong, Sun-in cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cô tức giận bỏ đi rồi quay lại mắng Bi-sen. Sun-in cảm thấy vô cùng khó chịu sau khi cãi nhau với Bi-sen, thế là cô ấy tức giận đến mắng Yoon-hyung, nhưng Yoon-hyung rất bình tĩnh, anh cũng nói việc cô chút giận là đúng đắn, rồi anh đưa rượu cho cô. Sun-in cầm ly rượu trên tay không nói lời nào, cô đã uống sạch, sau đó hai người cùng nhau nói chuyện về ý nghĩa thực sự của tình yêu. Chẳng bao lâu Sun-in lại bắt đầu lên cơn, nói rằng anh ta đã lấy trộm túi sách của mình, Yoon-hyung không còn cách nào khác đành phải đưa cô về khách sạn lần nữa. Nhìn Sun-in khi ngủ trông thật dễ thương làm sao, Yoon-hyung đột nhiên cảm thấy thời tiết rất khô, để ngăn chặn Sun-in mất nước, Yoon-hyung ngay lập tức sẵn sàng thể hiện tình yêu của mình với Sun-in. Nhưng vào lúc này anh đã dừng lại vì nhớ rằng mình vẫn chưa có được trái tim của cô ấy, anh lặng lẽ ngồi cạnh Sun-in. Khi Sun-in thức dậy vào ngày hôm sau phát hiện Yoon-hyung đang ngủ bên cạnh mình, cô vội vàng kiểm tra gói hàng bên dưới, may mà hai người chưa làm chuyện gì quá trớn. Để không làm tình hình trở nên xấu hổ hơn, cô chuẩn bị rời đi trước khi sếp tỉnh dậy, lúc này cánh tay của sếp lại đặt trên người cô khiến Sun-in hoảng sợ. Sun-in di chuyển cơ thể một cách nhẹ nhàng lật lại dưới gầm giường, cô nhanh chóng đứng dậy và thu dọn đồ đạc sau đó bỏ chạy, cô không biết là Yoon-hyung chỉ cố tình giả vờ ngủ. Sau khi trở về, mẹ cô lập tức muốn đuổi cô ra khỏi nhà vì đi qua đêm, nếu bố của Sun-in không ngăn cản bà ấy chắc có lẽ cô đã no đòn. Trong lúc ăn sáng, Sun-in phát hiện ra Bi-sen không có ở đây, hỏi thăm mới biết Bi-sen đã chuyển đi nơi khác, ra đi không lời từ biệt, Sun-in tức giận và cảm thấy có chút mất mát. Phía bên kia, để trang bị cho Bi-sen khả năng thành công nhanh hơn, chủ tịch Sen đã sắp xếp một người cố vấn cá nhân cho anh. Khoảnh khắc huấn luyện viên cởi mũ bảo hiểm, anh ngạc nhiên khi biết cố vấn của mình là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Sau khi giới thiệu bản thân, Bi-sen biết được người cố vấn của mình tên là Yuti. Bi-sen chợt nhớ lại ngày thơ ấu, thế là anh trêu chọc cô không chút do dự, nhưng Yuti đã dằn mặt anh khiến Bi-sen sợ tiểu tiêu gần như co rúm lại. Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ dám tự phụ nữa. Sau đó với sự giúp đỡ của Yuti, anh bắt đầu được đào tạo chính thức cho vị trí kế nhiệm tập đoàn. Cách dùng dao, nghĩa khi ăn thịt bò bít tết, sau đó đến các tiêu chuẩn về quần áo, họ dạy anh từng chút một, ngay cả nụ cười cũng đã được rèn luyện nghiêm ngặt. Đối mặt với việc tập luyện cường độ cao như vậy, Bi-sen ngày càng chán cuộc sống giàu sang, càng ngày càng nhớ Sun-in hơn. Để xoa dịu nỗi đau tình yêu, anh đã lẻn ra ngoài tìm Sun-in, nhưng Sun-in vẫn còn đang giận giả vờ như cô không nghe thấy, mãi cho đến khi Bi-sen hét lớn không ngừng thì Sun-in mới tha thứ cho anh. Sau đó hai người tới một nhà hàng sang trọng để uống nước cam, anh vui vẻ nhìn cô, anh cũng nói với Sun-in rằng anh đã có người mình thích, còn mời Sun-in đi vào ngày hôm sau tham dự tiệc. Khi đến thời điểm, anh ấy sẽ nói cho Sun-in biết là ai, Sun-in không biết rằng Bi-sen thích mình, thế là cô hoàn toàn đồng ý. Khi Bi-sen trở về nhà đối với Yuti nghiêm khắc, cô bắt đầu trách móc anh không chuyên tâm vào việc tập luyện để thừa kế, chỉ biết lưu lổng ngoài đường ăn chơi. Anh là người kế nhiệm của tập đoàn, chúng ta nên chú ý tới sự sắp xếp của chủ tịch Sen, đừng làm thất vọng người lớn tuổi. Bi-sen cũng không chịu thua kém, nói rằng cô ấy vô tâm, cũng chẳng biết tình yêu là gì, thậm chí còn không biết cảm giác nhớ một ai đó là như thế nào. Không ngờ Yuti nghe xong liền bật khóc và chạy ra ngoài, cho đến ngày hôm sau Bi-sen tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Yuti và mẹ của La-sen. Bây giờ anh mới biết rằng Yuti là hôn thê của anh trai quá cố, Bi-sen khó chịu vì hành vi vội vàng của mình trịnh trọng xin lỗi Yuti. Yuti thấy Bi-sen rất chân thành và duyên dáng nên cũng không để tâm, sau khi biết Bi-sen đã chạy ra ngoài vào đêm qua chỉ để gặp người anh thích, Yuti còn đặc biệt cho phép anh đi đón người. Được sự cho phép của Yuti, Bi-sen vui vẻ đến siêu thị chuẩn bị đón Sun-in đi dự tiệc, nhưng anh đợi rất lâu cũng không thấy Sun-in. Điều anh ấy không biết là chỉ tối qua thôi, sau khi Sun-in gặp anh ấy, Yoon-hyung cũng mời cô đến dự lễ kỷ niệm. Sun-in muốn từ chối một cách lịch sự nhưng Yoon-hyung đã hôn một miếng vào trán cô. Khoảnh khắc này Sun-in như tượng gỗ, hoàn toàn quên nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, cô chấp nhận lời mời của Yoon-hyung mà không do dự. Bi-sen không đợi cô được vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bữa tiệc kỷ niệm trong nỗi tuyệt vọng, nhưng vào lúc này anh thấy Sun-in đang hạnh phúc bên Yoon-hyung. Anh lập tức chạy tới định cướp đi người mình thích nhưng không ngờ rằng Yoon-hyung đã cản lại, ra tay đánh anh rơi xuống hồ bơi. Nhìn thấy cảnh này những người có mặt sợ hãi, không có ai đến giúp đỡ, chỉ có thư ký riêng của hoàng tử Chaebol nhảy xuống nước nhanh chóng bơi đến bên cạnh Bi-sen, kéo thanh niên không biết bơi này lên bờ. Sau khi được cứu, Bi-sen muốn đấu với Yoon-hyung một trận nhưng đã bị Yuti cản lại. Sau đó bà nội của Bi-sen nói vô cùng thất vọng với hành vi của anh, bà thậm chí còn bắt đầu hối hận một chút. Bi-sen được đưa về làm người kế nhiệm của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc nhưng lại đi tranh giành một cô gái nhà nghèo với người khác, thật đáng xấu hổ. Cuộc chiến giành quyền vợ chồng với Yoon-hyung nhanh chóng chiếm lấy tiêu đề của các mặt báo, mọi người đang nói về vụ bê bối này. Để không mang lại sự xấu hổ cho gia đình, Bi-sen đã tìm đến bà nội của mình và đề nghị chủ tịch Sen cho anh rời đi. Nhưng chủ tịch Sen kiên quyết không đồng ý, yêu cầu Bi-sen đừng trốn tránh trách nhiệm của mình như một đứa con nít. Yoon-hyung cũng nhanh chóng tìm được chủ tịch Sen và nộp đơn từ chức lên cho bà, anh ta cũng nói rằng mình phải chịu trách nhiệm về hành vi ngày hôm qua. Nhưng chủ tịch Sen không có ý định bắt anh ta phải chịu trách nhiệm, vì thế bà không chấp nhận đơn xin từ chức của anh ấy. Tuy nhiên, Yoon-hyung nhất quyết từ chức bởi vì anh ấy cho rằng Bi-sen chỉ là kẻ thua cuộc. Nếu chỉ vì quan hệ huyết thống với chủ tịch Sen lại có thể là người kế nhiệm công ty mà không cần nỗ lực, đây là điều không thể chấp nhận được.
Sau khi nghe điều này, chủ tịch Sen nói rằng bà ấy đã nhìn thấy tiềm năng vô hạn ở Bisen, nhưng Yoon Hyung nghĩ điều này chỉ là nhận định chủ quan của chủ tịch Sen, anh ấy không thể đồng ý. Để thuyết phục Yoon Hyung, chủ tịch Sen đưa ra ý kiến muốn anh ta và Bisen hãy tổ chức một cuộc cạnh tranh cho vị trí quản lý công ty. Nếu chiến thắng cuối cùng được Yoon Hyung giành lấy, chứng tỏ Bisen không có khả năng kế vị thì công ty cho Yoon Hyung điều hành. Để có một cuộc thách đấu với tình địch cả hai đều đang bùng cháy hormone, hai người đàn ông bắt đầu cạnh tranh. Sau đó dưới sự sắp đặt của IUT, Bisen bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với tư cách là người kế nhiệm. IUT thấy Bisen bị Sun In ám ảnh vì thế cô đề nghị anh ấy nên tới chỗ Sun In trước, sẵn tiện kiểm tra siêu thị phía Tây đang hoạt động. Bisen rất vui sau khi nghe điều này, khi tới nơi người chịu trách nhiệm đón tiếp anh chính là tổ trưởng Gao, người đã từng sa thải anh. Chứng kiến thái độ của ông ta thay đổi đối với mình, để trêu chọc tổ trưởng Gao, Bisen cố tình đề cập đến vụ cá cược mà anh đã thực hiện với ông. Vì vậy tổ trưởng Gao đã phải viết tên Bisen lên trán, sau đó ông cùng Bisen đi kiểm tra siêu thị. Đối mặt với đồng nghiệp cũ, Bisen cư xử rất khiêm tốn và tốt bụng. Anh phải giả vờ tình cờ gặp Sun In, nhưng vào lúc này anh ấy đã nhìn thấy Sun In và Yoon Hyung cùng nhau nói chuyện cười đùa, thế là anh phải ra đi trong giận dữ. Sau khi Sun In biết được Bisen đến, cô gọi cho Bisen nhưng anh cúp máy mà không nói gì, điều này khiến Sun In rất tức giận. Thế là cô lại gọi cho Bisen bắt đầu phun ra lời mắng chửi. Sau khi chút giận xong, lúc này Sun In mới nhận ra người trả lời điện thoại chính là IUT. Gặp phải tình huống đáng xấu hổ như vậy, Sun In nói lời xin lỗi sau đó cúp điện thoại. Bisen đến công ty dưới sự giới thiệu của IUT, bắt đầu gặp gỡ với các giám đốc cấp cao của công ty, làm quen với các mối quan hệ khác nhau. Ngay khi họ đang quay trở lại văn phòng, tình cờ gặp Yoon Hyung, anh không biết xưng hô thế nào nhưng IUT cho biết địa vị của anh cao hơn Yoon Hyung rất nhiều. Vì vậy, anh đã đưa ra hướng dẫn công việc cho Yoon Hyung, sử dụng quyền lực của mình trêu chọc tình địch để Yoon Hyung làm thêm giờ cho anh ấy một bản báo cáo công việc. Yoon Hyung tức giận nhưng không thể làm gì được, sau đó anh ta tìm đến IUT nói rằng vị hôn phu của cô mới qua đời chưa đầy một tháng trước, bây giờ lại đi bảo vệ cho người kế vị của chồng tương lai đã mất. IUT đã rất tức giận sau khi nghe điều này, cô chỉ làm theo mệnh lệnh, so với Yoon Hyung, Bisen hơn anh ta rất nhiều. Ít nhất Bisen sẽ không tùy tiện chà đạp lòng tự trọng của người khác. Nói xong IUT tức giận bỏ đi khiến Hyung không nói nên lời. Yoon Hyung cảm thấy chán nản, sau khi Sun In nhận được cuộc gọi từ Yoon Hyung, cô đến sân vận động để cổ vũ cho Yoon Hyung chơi khúc côn cầu một mình. Thấy Sun In đến đây, Yoon Hyung tiết lộ cảm xúc thật của mình với cô, anh nói mình là người rất ích kỷ, không muốn chia sẻ những gì mình thích với người khác. Hỏi Sun In có đồng ý không, dù anh ấy có làm gì thì Sun In cũng sẽ ủng hộ, cho dù đối thủ của anh là Bisen, Sun In gật đầu ôm anh vào lòng. Với động lực từ Sun In, Yoon Hyung ngay lập tức tìm đến chủ tịch Sen và chính thức chấp nhận yêu cầu của bà dành cho anh ta, cuộc chiến với Bisen sẽ bắt đầu. Cùng lúc này Bisen đến nhà Sun In với tư cách là khách mời, anh cũng đã tặng rất nhiều quà cho gia đình Sun In. Người nhà cô đều vui mừng bắt đầu tâng bốc anh lên mây, Sun In thấy người nhà cô đều tôn trọng Bisen tỏ vẻ không thích. Thế là cô ra sân hít thở khói bụi, Bisen nhìn thấy liền đi theo ra ngoài, anh nói rằng mình không nên có xung đột với Yoon Hyung, không nên tùy tiện cúp điện thoại của Sun In. Bisen muốn nhân cơ hội này để bày tỏ tình yêu của mình với Sun In nhưng Sun In đã nhầm tưởng rằng Bisen thích IUT, khuyến khích Bisen nắm bắt cơ hội. Sau đó cô ấy nói với Bisen rất biết ơn về mâu thuẫn giữa anh và Yoon Hyung bởi vì điều này đã khiến mối quan hệ của cô và Yoon Hyung tiến gần hơn một bước. Kể từ bây giờ, bất kể Yoon Hyung có cạnh tranh với ai, cô ấy sẽ ủng hộ Yoon Hyung tuyệt đối. Bisen cảm thấy khó chịu đành đứng dậy rời đi, điều này khiến trái tim của Bisen vô cùng đau đớn, anh thậm chí còn không có tâm trạng ngồi trên xe cứ thế chạy trên đường mà hét lớn. Khi trở về nhà, Bisen tình cờ gặp Yoon Hyung vừa đàm phán với chủ tịch Sen, anh ta nói sẽ cùng Sun In đánh bại anh. Lời nói của Yoon Hyung đã kích thích Bisen rất nhiều, khiến anh mất ngủ cả đêm. Để đánh bại Yoon Hyung, anh ấy đến công ty sớm vào ngày hôm sau, IUT cũng không ngờ anh đi làm sớm như vậy. Sau đó Bisen bắt đầu tích cực tham gia vào nhiều nhiệm vụ khác nhau, với nỗ lực giành chiến thắng của mình, công việc nhanh chóng đi đúng hướng. Nhưng điều Bisen không bao giờ ngờ tới là tại thời điểm này Pinru đi tới cửa. Trước khi Bisen kịp phản ứng, Pinru đã hôn anh trước mặt quản lý cấp cao của công ty. IUT sững sờ một lúc, Bisen đã nhanh chóng đẩy Pinru ra. Sau đó anh hỏi Pinru làm sao biết mình ở đây. Pinru nói rằng cô ấy đã đọc báo được biết tên xã hội đen ngày xưa bây giờ là người thừa kế tập đoàn Chaebol. Vì vậy cô đến tìm Bisen để nối lại mối quan hệ của họ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, IUT vội vàng nhắc Bisen rời đi. Không ngờ sau khi nghe xong, Pinru đã chạy lên nói rằng cô ấy đã cam kết suốt đời với Bisen, thậm chí còn nghĩ đến tên của đứa con thứ ba. Bisen sợ hãi nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại, dùng vũ lực đưa cô ấy đi. Nhìn thấy Sun In, Bisen muốn giải thích rằng họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng Sun In chua chát nói chúc mừng anh đã có người yêu. Bisen ngay lập tức phủ nhận, tuy nhiên Sun In đã trêu chọc anh và yêu cầu anh lau sạch miệng. Pinru thấy Sun In như vậy ngay lập tức bắt đầu tranh cãi với cô. Thấy mọi thứ ngày càng lớn hơn, IUT vội vàng kéo Bisen đi, chỉ khi đó Sun In mới nhớ rằng cô ấy đến đây giúp sếp tặng quà, thế là cô cũng vội vàng đuổi theo. Sau đó bốn người bắt đầu chạy đua trong tòa nhà công ty đến văn phòng của Bisen. Nhưng điều họ không bao giờ ngờ tới là ai đó đã được cử đến để bí mật quay phim vụ bê bối này, đưa ảnh lên website chính thức của công ty. Đối mặt với tin tức bùng nổ như vậy, ngay lập tức có một sự náo động. Không lâu sau, chủ tịch Sen đến làm việc nhìn thấy bức ảnh trên bảng thông báo của công ty. Bà tức giận cầm mấy bức ảnh đó đi đến văn phòng của Bisen. Lúc này Pinru và Sun In vẫn đang trốn trong văn phòng của anh. Biết chủ tịch Sen sẽ đến để điều tra, Bisen và IUT ngay lập tức dọn dẹp văn phòng và để Sun In cùng Pinru trốn dưới gầm bàn.
Chủ tịch Sen đã đến nơi bà quang ảnh trên bàn bắt đầu chửi anh vô trách nhiệm, nói IoT không quản lý nghiêm anh ấy để xảy ra sự việc như thế này. Suốt thời gian đó anh không dám nói một lời nào, tiếp tục thừa nhận sai lầm của mình, cầu xin bà nội tha thứ. Nhưng đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ dưới gầm bàn, bà mắng người trốn dưới gầm bàn đi ra ngoài, thấy rằng không còn cách nào để trốn nữa, Sun In đành phải bỏ ra. Đối mặt với sự chất vấn của chủ tịch Sen, Sun In trở nên không mạch lạc. Mi Seng vội vàng giúp Sun In giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nói rằng Sun In chỉ tới đây để chạy việc vặt và đưa quà cho người khác, chuyện này không liên quan tới cô ấy. Nhưng chủ tịch Sen lập tức chất vấn, bà ấy nói nếu không có chuyện gì thì tại sao lại phải trốn, IoT lập tức đứng ra nói tất cả là lỗi của cô. Chủ tịch Sen bất lực sau khi nghe điều này, Sun In bị đuổi ra ngay lập tức, không ngờ vào lúc này Pin Ru cũng đi theo và bước ra. Nhìn thấy cảnh này chủ tịch Sen không thể nhịn được nữa, bà bắt đầu mắng IoT đào tạo anh không tốt, cho rằng tất cả những điều này là do lời dạy bất lợi của IoT, Bi Seng thực sự không thể chịu đựng được việc IoT bị mắng đã đứng ra bênh vực cô. Mặc dù IoT trách Bi Seng không làm tốt trách nhiệm nhưng thực ra cô vẫn rất biết ơn Bi Seng, cô chưa bao giờ biết tình yêu là gì nhưng lần này thì khác. Mặc dù chủ tịch Sen rất tức giận về vụ bê bối này, nhưng nhìn thấy Bi Seng hết lòng bảo vệ cấp dưới của mình, bà vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Để không gây thêm rắc rối lớn, anh chuẩn bị đưa Pinru về Busan, nhưng Pinru lại không muốn về nhà, sự cám dỗ không còn che đậy được nữa, cô kiên quyết không chịu rời đi. Không để Pinru tiếp tục làm phiền mình, anh giới thiệu cô ta với người anh em tốt Zen Biao. Đôi mắt của Zen Biao sáng lên ngay khi nhìn thấy Pinru, lập tức yêu Pinru ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bi Seng giao Pinru cho Zen Biao, anh vui mừng vì đã giải quyết được cô gái phiền phức này. Ngay sau đó, Pinru được Zen Biao đưa về nhà, Sun In biết được Pinru sẽ tạm thời đến sống tại nhà cô lập tức phản đối. Nhưng bố mẹ cô đã thu tiền thuê nhà của Bi Seng rồi, đã nói những điều tốt đẹp với Bi Seng, và lại anh trai cô đang mê mẩn Pinru cũng phớt lờ sự phản đối của Sun In. Phía bên kia, Yoon Hyung làm việc tới khuya mỗi ngày để đánh bại Bi Seng, chẳng bao lâu sau, anh đã tìm ra chiến lược để giải quyết. Tại cuộc họp cấp cao của công ty, anh đề xuất kế hoạch đóng cửa siêu thị phía Tây nơi Sun In làm việc. Nguyên nhân là do siêu thị đó thua lỗ 2 năm liên tiếp, nó có thể giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí. Mặc dù những gì anh ấy nói là hợp lý và có cơ sở nhưng Bi Seng vẫn bị sốc, bởi vì nếu nó thực sự đóng cửa nghĩa là đồng nghiệp cũ và Sun In sẽ cùng nhau mất việc, đây là điều Bi Seng thực sự không muốn thấy. Vì vậy Bi Seng đã tranh cãi với Yoon Hyung, giám đốc Min và nhóm của anh ta ngay lập tức nhìn thấy cơ hội của mình. Bi Seng là một người bất tài, trình độ học vấn thấp, hãy để Yoon Hyung và Bi Seng chiến đấu đến cùng. Sau đó họ đến văn phòng của Bi Seng, la mắng Yoon Hyung vì tàn nhẫn và vô lý, nói Bi Seng tiếp tục những gì anh đang nghĩ. Theo sự xúi dục của họ, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt. Cuối cùng phải làm ầm ĩ trước mặt chủ tịch Sen, nhìn thấy hai người cãi nhau, chủ tịch Sen mất bình tĩnh, để giảm bớt xung đột giữa hai người bà đã nghĩ ra cách thỏa hiệp. Bà cho Bi Seng 2 tháng để điều hành hoạt động, nếu anh có thể tăng doanh thu lên 10% sẽ hủy bỏ quyết định đóng cửa siêu thị phía Tây, cuộc thi đầu tiên cũng chính thức bắt đầu. Ngoài sự cạnh tranh trong nghề nghiệp, cuộc chiến giành quyền vợ chồng giữa hai người cũng được tranh chấp một cách bí mật. Để có được Sun In càng sớm càng tốt, Yoon Hyung đã rủ Sun In thực hiện chuyến đi 2 ngày 1 đêm, nếu Sun In đồng ý, mối quan hệ nam nữ cũng thăng hoa. Sau khi được mời, Sun In cảm thấy rất lo lắng, cô bàn với hai người bạn thân nhất của mình và lời khuyên mà người bạn thân dành cho cô là hãy đi mua váy ngủ thật quyến rũ. Sun In đã nghe lời bạn của mình đi mua đồ Victoria's Secret, đúng lúc này cô đã gặp Pinru và Zen Biao đang đi mua sắm, Pinru liền ngửi thấy mùi bí ẩn, dở ra xem hàng của cô vừa mua. Pinru lầm tưởng Sun In đang hẹn hò với Bi Seng nên cô chạy tới chỗ anh ta nắm cổ áo chất vấn, hỏi Bi Seng liệu anh ấy có muốn đi du lịch cùng Sun In không. Bi Seng không hiểu chuyện gì nhưng anh ấy phản ứng rất nhanh, biết Sun In chắc chắn sẽ đi du lịch cùng Yoon Hyung. Để ngăn cản Sun In và Yoon Hyung phát triển hơn nữa, Bi Seng ngay lập tức hỏi nơi hẹn hò của hai người họ. Lúc này Yoon Hyung lấy ra một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh đeo lên cổ của Sun In, cô ngay lập tức cảm động, thế là cả hai chuẩn bị bổ sung nước cho nhau. Nhưng vào lúc này tình địch của anh ta đã mang đến, Bi Seng đã dẫn theo thư ký IoT và anh trai cô đến đây, nhìn thấy những điều tốt đẹp giữa hai người đều bị mình phá hoại, Bi Seng vẻ mặt hả hê. Tức giận quá nên Sun In đã ném giày vào đầu anh, vẻ mặt đau đớn lập tức biến thành một con chim giận dữ. Sau đó anh trai kéo Sun In sang một bên, nói Sun In làm sao có thể ở bên người đàn ông cô vừa kết bạn một mình qua đêm. Anh cho Sun In hai sự lựa chọn, hoặc là tất cả cùng ở đây và vui vẻ cùng nhau, hay là thu dọn đồ đạc và nhanh chóng về nhà. Sun In biết mình đã sai, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chơi với mọi người. Cô ấy giải thích tình hình cho Yoon Hyung, anh biết không thể ép anh trai Sun In đi, thế là anh ôm cô dần mặt Bi Seng. Vào ban đêm mọi người cùng nhau làm BBQ, Bi Seng thấy Sun In và Yoon Hyung tình tứ với nhau suốt rất ghen tị. Tất cả điều này đã được nhìn thấy bởi IoT, cô bước đến bên Bi Seng rồi khoát tay vào anh, điều này làm Bi Seng hơi ngạc nhiên. IoT nói với anh, làm như vậy có thể kích thích Sun In, Bi Seng cảm thấy có lý, thế là anh vui vẻ nhận lời. Họ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Pinru và Sun In, mặc dù Sun In nói rằng chúc mừng Bi Seng có bạn gái tốt như vậy. Nhưng khi cô thấy hai người họ nói chuyện và cười đùa cùng nhau, trong lòng cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Ngay sau đó, Yoon Hyung lấy một lon bia đưa cho Sun In, có một ghi chú được ghi trên đó, muốn cô ấy đợi anh trong phòng trước. Cô nhìn thấy tờ giấy liền nói dối rằng thời tiết hơi lạnh và cần vào trong nhà mặc quần áo. Đúng lúc Yoon Hyung thầm vui mừng chuẩn bị được xếp hình với cô thì Zen Biao lại ngồi cạnh và mời anh uống rượu cùng. Bi Seng nhìn thấy Sun In vào nhà cũng lấy cớ là phải đi vệ sinh, rồi khi không có ai chú ý anh lẻn vào nhà. Yoon Hyung cảm thấy thời cơ đã chín muồi cũng kiếm cớ đi vệ sinh, tuy nhiên, Pinru cho biết thời tiết có vẻ lạnh đề nghị họ vào trong và uống.
Vậy là kế hoạch mài kim của Yoon Hyung lại đình trệ. Cùng lúc đó Sun In đã đến phòng và chờ đợi. Cô cảm thấy hồi hộp, nghe tiếng gõ cửa liền kêu người ngoài cửa chờ ở phòng khách. Nhưng điều cô không biết là người đến hoàn toàn không phải là Yoon Hyung. Cô uống vội lon bia Yoon Hyung đưa rồi khoác lên mình chiếc áo mới mua, yêu cầu người ở ngoài tắt ngọn đèn ở hành lang, rồi cô bẽn lẽn bước ra. Bi-sen biết rằng Sun In không phải đang đợi anh, nhưng nếu muốn trách thì đó là do thời tiết quá khô hanh. Anh kiễng chân lên sau đó đặt đôi môi ẩm ướt của mình lên môi của Sun In, họ bắt đầu bổ sung nước cho nhau. Ngay khi cả hai người họ đã gần no, bóng đèn đột nhiên bật sáng, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt, khi đó Sun In mới nhận ra rằng người cô đang hôn hoàn toàn không phải là Yoon Hyung. Sun In bị sốc, bạn trai của cô còn sốc hơn, gặp phải tình huống đáng xấu hổ như vậy Sun In lập tức phát điên. Cô muốn giải thích với Yoon Hyung rằng đây chỉ là hiểu lầm nhưng Yoon Hyung quay người rời đi mà không ngoảnh lại. Thấy em gái bị lừa, Jeon Biao bỗng nhiên nổi giận lôi Bi-sen ra ngoài, không nói một lời anh đấm vào mặt Bi-sen. Sun In đang khóc, khóc vì nhẹ dạ cả tin, khóc vì người cô hôn không phải là người tình trong mộng. Sau khi trải qua một đêm khó khăn, mọi người cuối cùng cũng có thể về nhà. Tuy nhiên, bầu không khí trong xe lại vô cùng khó chịu, cuộc tranh chấp gần như trở thành một mớ hỗn độn. Nói một cách đơn giản thì đó là IoT thích Bi-sen, Bi-sen thích Sun In, Jeon Biao thích Pinru và Pinru không biết liệu cô ấy có còn thích Bi-sen hay không. Sau chuyện tồi tệ này, mối quan hệ giữa Yoon Hyung và Sun In đã xuống đến mức đóng băng. Yoon Hyung cắt đứt liên lạc với cô, cho dù Sun In có liên lạc với anh ấy bằng cách nào đi chăng nữa cũng không được. Mối quan hệ giữa Bi-sen và Sun In cũng trở nên rất khó xử, ngay cả khi anh vô tình gặp phải cô khi đang làm việc, hai người chỉ có thể giả vờ như không quen biết nhau. Vì cảm giác này trong lòng Bi-sen vô cùng đau khổ, khiến anh ấy không thể làm việc được, ngay cả khi ban giám đốc cấp cao của công ty đang họp anh cũng không chú ý. Để không làm mình cảm thấy khó chịu nữa, anh ta chỉ đơn giản chạy ra ngoài tìm đến Sun In, chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình với cô. Anh ấy nói lúc đó mình bị hạ đường huyết, muốn thử thứ gì đó ngọt ngào, hoàn toàn không có ý gì khác. Bi-sen cũng cho biết anh sẽ quyết tâm trong tương lai ủng hộ tình bạn bền chặt như thép của họ. Sun In vô cùng xúc động sau khi nghe điều này tiến tới ôm anh để hòa giải. Sau đó Bi-sen hẹn gặp Yoon Hyung, anh ấy yêu cầu Yoon Hyung quay lại với Sun In, chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với anh, chuyện xảy ra đêm đó đều là lỗi của anh ấy, đừng đổ lỗi cho Sun In nữa. Dưới sự thuyết phục của Bi-sen, Yoon Hyung cũng mềm lòng, sau đó anh tìm thấy Sun In, hai người nói chuyện xong thì ướt sũng ôm lấy nhau. Bi-sen ở một bên chứng kiến hai người lại làm hòa cảm giác khó chịu lắm nhưng cũng phải chấp nhận. Anh về nhà sau cơn mưa nghĩ rằng vấn đề này sẽ chấm hết, tuy nhiên, điều anh không bao giờ ngờ tới là quản lý Min, người đã bí mật gây ra những cuộc chiến ngầm chuẩn bị làm ầm ĩ về vấn đề này. Tin tức về cuộc tình tay ba của Bi-sen và Sun In lan truyền khắp trên báo, các phóng viên thậm chí còn theo sát Sun In cả ngày để đưa tin. Chẳng bao lâu sau, chủ tịch Sen đã nhìn thấy tin tức về vụ việc này, bà trở nên tức giận nhặt tờ báo lên và đập thẳng vào mặt Bi-sen. Những người đàn ông này đang đi tiểu thản nhiên thảo luận tin đồn về thái tử tập đoàn Chaebol với hai người phụ nữ. Sun In bất ngờ lao ra từ phía sau chửi bới hành vi nói xấu người khác, giận dữ chỉ trích họ đã bóp méo sự thật một cách vô tâm. Điều này khiến chủ tịch Sen, người đứng đầu tập đoàn Chaebol, vô cùng tức giận. Để tránh tin tức xấu có tác động tiêu cực đến tập đoàn, bà lập tức ra lệnh cắt đứt mọi liên lạc giữa Bi-sen và thế giới bên ngoài. Bi-sen bị tiến hành giám sát 24 giờ trên ngày bởi hai vệ sĩ, anh đã trở thành một tù nhân không có tự do. Điều này khiến Bi-sen đau khổ. Và phía bên kia, Sun In, người bị vạch trần vụ bê bối, cũng rất tức giận. Cô lập tức chạy đến trụ sở chính dự định tìm ra nguyên nhân, nhưng cô lại bị IoT ngăn lại, yêu cầu cô đừng gây thêm rắc rối cho Bi-sen nữa. Sun In không thể nói lại IoT, thế là cô phải rời đi. Bi-sen cũng đang cố gắng liên lạc với Sun In, nhưng bởi vì điện thoại bị IoT điều khiển, anh ấy không thể liên lạc được. Để được gặp Sun In, Bi-sen lẻn ra ngoài trong lúc vệ sĩ không để ý. Trước sự ngạc nhiên của mình, không ngờ anh gặp cô đang cải trang trong thang máy, thế là Bi-sen kéo cô đến nhà vệ sinh. Sun In lấy ra tờ báo đưa tin đồn họ yêu nhau. Sau đó cô mắng Bi-sen, đổ lỗi cho Bi-sen vì đã hủy hoại hình ảnh ngây thơ của mình. Lúc này có người đi vào nhà vệ sinh, thế là cả hai không còn cách nào khác đành phải trốn vào bên trong. Họ đang nói những điều không hay về Bi-sen và cô ấy, dòng máu giận dữ của Sun In lập tức lao ra chửi. Thấy Bi-sen không được vui vẻ như mong đợi, sự tức giận của Sun In cũng đã biến mất. Trên đường về nhà, Sun In gặp Yoon Hyung đang đợi cô. Yoon Hyung đưa Sun In về nhà và tự tay nấu đồ ăn cho cô ấy. Sun In kiên quyết không muốn bỏ qua chuyện này khiến Yoon Hyung tức giận, anh mắng Sun In. Sun In phải ra đi trong tuyệt vọng, nhận thấy mối quan hệ giữa hai người lại gặp khủng hoảng. Yoon Hyung lần này đã chọn thỏa hiệp nói với Sun In rằng anh ấy chỉ tức giận vì ghen tị, cô lại bật khóc ngã vào lòng người yêu. Mặt khác, với cách làm việc nghiêm khắc của chủ tịch Sen, Bi-sen dần mất đi hơi ấm mái ấm gia đình, bắt đầu nhớ khung cảnh ấm áp khi sống trong nhà Sun In, Bi-sen cảm thấy trống rỗng. Để tìm lại cảm giác hạnh phúc đó, anh bí mật chạy về nhà Sun In và ở lại qua đêm. Đối mặt với chuyến viếng thăm bất ngờ của anh, mọi người lại không vui như anh tưởng tượng. Sun In thậm chí còn yêu cầu anh đừng đến nhà cô nữa bởi vì điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy có lỗi với Yoon Hyung, khiến Bi-sen hơi buồn. Sau đó IoT đưa Bi-sen về nhà, thấy Bi-sen và Sun In vẫn còn vướng mắc, chủ tịch Sen rất tức giận. Để cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc giữa hai người họ, bà đã nghĩ ra một cách, đó là để IoT thay mặt bà sa thải Sun In, để khiến Sun In phục tùng. IoT cũng đưa cho Sun In vài triệu won. Sun In cảm thấy bị sỉ nhục vì thế, cô đã phản đối mạnh mẽ, nhưng khi IoT nói với Sun In người Bi-sen thích chính là cô ấy, Sun In rất sốc và muốn tránh làm Bi-sen xấu hổ, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, Sun In bị buộc phải sa thải ngay sau đó. Tin tức đến tai Bi-sen, anh biết rằng IoT đã đích thân xử lý vấn đề này để đấu tranh chống lại sự đối xử bất công của bà nội với Sun In. Bi-sen ôm một tấm chiếu đi xuống tầng dưới của công ty, trải ra rồi anh quỳ xuống.
Thấy Bisen xấu hổ quá, chủ tịch Sen tức giận đến mức muốn nổ tung, bà lập tức hét lên để Bisen đứng dậy và ra khỏi đây. Nhưng anh phải chiến đấu đến chết, kiên quyết yêu cầu bà nội phục hồi Sun In về vị trí ban đầu. Tính khí của hai người rất cao ngạo, không ai bị thuyết phục. Cuối cùng, chủ tịch Sen phải về nhà trong tâm trạng hờn dỗi. Bisen tiếp tục quỳ ngoài đường, dù đêm đó có gió lớn, rác khô trên đường bị thổi tung khắp nơi, ngay cả người cũng không thể quỳ vững, nhưng anh ấy vẫn ở đó mà không hề nao núng, quyết chiến đấu với bà nội đến cùng. Cùng lúc này, Sun In thất nghiệp đang tìm việc làm, Yoon Hyung đã tìm thấy Sun In an ủi tâm trạng tồi tệ của cô. Yoon Hyung nói với Sun In hãy đi giải tỏa tâm trạng trước, thế là hai người đến công viên giải trí chơi các trò chơi mạo hiểm cả đêm. Sáng hôm sau, Bisen vì quá mệt mỏi đã lăn ra ngủ giữa trời, thấy anh kiên trì bảo vệ người yêu như vậy, Yoon rất cảm động. Để giúp đỡ, Yoon đã tìm đến chủ tịch Sen mong bà đồng ý với yêu cầu của anh. Tuy nhiên, lúc này chủ tịch Sen vẫn tức giận, hoàn toàn không muốn để ý đến lời đề nghị của cô để thuyết phục Yoon quỳ xuống trước mặt bà ấy. Sự cứng rắn của cô khiến chủ tịch Sen cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng bà cũng nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình, Bisen từ nay về sau không được gặp lại Sun In nữa, doanh thu siêu thị cũng phải tăng 10%. Để bảo vệ Sun In, Bisen không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Anh báo tin vui cho Sun In, đồng thời cũng nói với cô rằng sau này hai người không thể gặp lại nhau nữa, dù có gặp nhau cũng nên giả vờ như người xa lạ. Sun In đã biết rằng Bisen thích cô ấy, để giữ một khoảng cách nhất định với anh, Sun In sẵn sàng đồng ý. Bisen thấy Sun In thoải mái như vậy, ngược lại trong lòng lại cảm thấy vô cùng lạc lõng. Trong những ngày sau đó, mọi thứ lại trở lại bình thường, Bisen dồn hết tâm huyết vào công việc, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Sun In cũng tuân thủ thỏa thuận, hoàn toàn trở thành người xa lạ, giả vờ như không quen biết nhau. Bất ngờ lúc này, Bisen nhận được đơn từ chức của Yoon, anh lập tức đi tìm cô và yêu cầu phục hồi chức vụ. Nhưng Yoon không chịu nhận, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, nhưng điều anh không biết là Yoon từ chức chỉ vì yêu Bisen. Sau khi Yoon nghỉ việc, Bisen ngay lập tức trở thành một con mồi ở nơi làm việc, quản lý Min, người luôn gây rắc rối ở hậu trường, có cơ hội để tận dụng. Họ cố tình tung tin siêu thị phía Tây sắp đóng cửa. Sau khi biết tin, nhân viên gửi ngay kháng nghị tới trụ sở chính. Công việc của Bisen tại siêu thị trở nên khó khăn, Bisen lập tức tìm đến quản lý Min và xin họ lời khuyên về cách giải quyết cuộc khủng hoảng này. Để ngăn Bisen phát hiện ra rằng đó là lỗi của mình, họ dẫn anh đến quán ăn vặt của Sun In. Đối mặt với những câu hỏi vừa ngu ngốc vừa chân thành, tên hói cho lời khuyên Bisen nên đồng cảm với nhân viên của mình. Bisen cũng lấy một cuốn sổ nhỏ và viết ra những giải pháp gần như vô nghĩa như vậy, không ngờ sau này sẽ giúp cho Bisen vượt qua được khủng hoảng. Lúc này bố mẹ Sun In đã quay lại cửa hàng, vừa nhìn thấy hai người họ, tên hói đã xanh tái mặt, vội vã tìm cớ bỏ đi. Nhưng bà Jen dường như đã nhìn ra hắn có liên quan đến việc gì đó, chỉ là chưa đúng thời điểm để vạch trần. Tất cả điều này đã được nhìn thấy bởi Bisen. Và phía bên kia, mặc dù Yoon đã rời bỏ Bisen, nhưng cô luôn quan tâm đến những diễn biến mới nhất của công ty. Thấy Bisen lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn, Yoon vô cùng lo lắng. Mẹ chồng sắp cưới hụt của cô đã nhìn thấy, bà ấy đã nói với Yoon luôn coi Yoon như con gái ruột của mình, khuyến khích Yoon bước ra khỏi cái bóng của con trai bà, đi theo cảm xúc bên trong của cô ấy. Đồng thời, kể từ khi Yoon rời đi, Bisen không biết phải làm gì. Anh ấy đã viết thư bảo đảm cho Yoon, hứa từ nay sẽ nghe theo lời khuyên của cô, cầu xin Yoon quay lại với anh. Sau khi xem xong, Yoon đã cảm động trước chân tình này, quyết tâm phải giúp anh. Cô đã quay trở lại công ty giải quyết biểu tình tại siêu thị phía Tây. Chẳng bao lâu, Bisen đã đến đó. Nhớ tới những điều vô nghĩa mà quản lý Min đã nói với anh ấy bắt đầu làm việc với các nhân viên cấp thấp hơn, quan tâm sâu sắc đến nhân viên của mình, nói với nhân viên rằng anh sẽ bảo vệ siêu thị cho đến chết. Dưới động lực đó, mọi người cũng vui vẻ trở lại làm việc. Sau đó, để cảm ơn Yoon đã quay lại giúp mình, Bisen đưa cô đến quán BBQ quen thuộc, chúc mừng cho thành công của họ bằng cách uống vài ly tửu. Chẳng mấy chốc, hai người đã cùng nhau kết thúc bữa tối, trở lại tầng dưới căn hộ của Yoon. Muốn giữ thanh lịch vẫn giả vờ bình tĩnh đòi quay lại một mình. Nhìn thấy bước đi khập khiễng của cô, anh rất lo lắng. Trước khi mọi người kịp phản ứng, nữ thư ký đã ngã vào cột đèn. Thế là Bisen đành phải đưa cô lên nhà, cho cô ấy nằm xuống rồi cẩn thận cho cô uống nước, không ngừng an ủi cô. Yoon vừa nghe thấy lời này liền đi vào toilet nôn ra, nhưng cô ấy có lòng tự trọng rất cao, vẫn không muốn người khác nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của mình, không chấp nhận Bisen vào chăm sóc cô ấy. Bất lực, Bisen không còn cách nào khác đành đi dạo trong căn hộ, nhìn nội thất gọn gàng xung quanh, Bisen cảm nhận rõ ràng sự mong manh dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của Yoon. Khi Yoon tỉnh dậy vào ngày hôm sau, phát hiện Bisen đã làm bừa bộn đồ đạc của mình và để lại cho cô ấy một lời nhắn. Anh nói anh đã nấu canh cá cho cô tỉnh táo, uống canh cá do Bisen nấu. Yoon lập tức mỉm cười vui sướng. Cùng lúc này, Sun In tỉnh dậy và thấy Yoon Hyung bất ngờ đến thăm. Ngay khi Sun In vẫn còn ngái ngủ, Yoon Hyung quỳ xuống trước mặt cha mẹ Sun In. Anh ấy nói muốn cưới Sun In làm vợ. Nghe xong, cả nhà hoảng sợ tột độ. Jin sớm phản ứng và ngay lập tức giơ chán hỏi Yoon Hyung chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Yoon Hyung không quan tâm và lấy ra một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ đeo vào tay Sun In. Đúng lúc này, Bisen lại bất ngờ xuất hiện với một đứa trẻ trên tay và hét lên với vợ để yêu cầu Sun In cho con bú nhanh. Trước khi mọi người kịp phản ứng, thêm hai đứa trẻ 8 tuổi nữa chạy vào gọi mẹ Sun In, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sun In sợ hãi và tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng điều này cũng cho thấy tình yêu của Sun In dành cho Yoon Hyung đang dao động. Đồng thời, ban giám đốc công ty đang thảo luận về việc đóng cửa siêu thị phía Tây vì một nửa thời gian đã trôi qua, tuy nhiên số lượng bán ra vẫn chưa tăng, Yoon Hyung mạnh mẽ yêu cầu đóng cửa trước. Bisen cho rằng siêu thị phía Tây tuy kim ngạch tăng không đáng kể nhưng nó đang trở nên tốt hơn từng ngày, kiên quyết không đồng ý, hai người họ lại bắt đầu tranh cãi với nhau.
Sau cuộc họp, Bi-seng hỏi Yoon Hyung tại sao anh ấy lại nhất quyết đóng cửa siêu thị. Anh không thể nghĩ tới Sun In sao? Nhưng thay vào đó, Yoon Hyung lại mỉa mai Bi-seng là một người nghiệp dư giàu cảm xúc. Để tấn công vào lòng tự tôn chiến thắng, Yoon Hyung với ý định xấu mời anh gia nhập câu lạc bộ giàu có của các cậu ấm cô chiêu. Tất cả những người tham dự đều là người kế nhiệm của nhiều tập đoàn chaebol khác nhau, Bi-seng nên đến đó mà học tập. Anh biết rõ rằng Yoon Hyung muốn làm mình xấu hổ, nhưng anh vẫn tò mò về câu lạc bộ này nên cũng tới. Những người có mặt ngay lập tức tấn công anh ta, họ không chỉ cười nhạo nguồn gốc của Bi-seng, nói anh chưa có bằng cấp 3, chẳng biết đi du học là gì. Quan trọng nhất là họ cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Bi-seng với tư cách là người kế vị. Yoon Hyung dùng tiếng Anh để chửi bới anh trước mặt mọi người, IUT hiểu được hắn đang nói gì đã khuyên Bi-seng rời đi. Nhưng Bi-seng không hiểu cũng không hề hoảng sợ, anh mỉm cười và cho biết mình đang cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người, sau đó anh ta lấy thực đơn ra nhìn. Anh thở dài nói đồ ở đây đắt quá. Anh ấy bắt đầu chế nhạo Yoon Hyung và những người khác vì giả vờ là thượng lưu, được đào tạo bài bản mà lại tiêu xài hoang phí, uổng công được giáo dục. Cách phát âm của tiếng Anh của Yoon Hyung cũng thật khủng khiếp, múa rìu đòi qua mắt thợ. Nói xong anh đứng dậy cùng IUT rời đi. Điều này làm cho Yoon Hyung cảm thấy xấu hổ, tệ hơn là Sun In lại bật cười khiến Yoon Hyung còn nhục hơn. Bạn gái mình bật cười trước sự hóm hỉnh của đối thủ khiến anh tức giận đã uống rất nhiều đến say mềm. Sun In đưa Yoon Hyung về nhà, sau khi đặt anh lên giường, Sun In bắt đầu pha nước cho Hyung uống. Trước sự chăm sóc cẩn thận của Sun In, anh thắc mắc tại sao Sun In lại quan tâm Bi-seng hơn. Sun In cười giải thích rằng cô không hề quan tâm Bi-seng, chỉ là cách Bi-seng nói chuyện thật buồn cười. Sun In cũng cho rằng Yoon Hyung không nên mời Bi-seng tới đó, tìm mọi cách để hạ nhục Bi-seng. Yoon Hyung càng tin chắc rằng Sun In đang có cảm tình với Bi-seng nên gần khóc. Để tránh tranh cãi, cô đứng dậy và rời đi, nhưng Yoon Hyung đã tóm lấy cô rồi anh nằm vào lòng cô cho thoải mái. Sun In lại bối rối cô ấy không biết làm thế nào. Ngày hôm sau, thư ký Jin đến nhà Yoon Hyung. Yoon Hyung ban đầu nghĩ rằng cha anh sẽ phản đối mối quan hệ của anh ấy với Sun In. Thật bất ngờ, thư ký Jin yêu cầu anh ta đưa Sun In đến gặp ông ấy một cách chính thức, điều này khiến anh bất ngờ. Yoon Hyung vui vẻ đi tìm Sun In để hẹn đến gặp cha, nhưng vào lúc này đã thấy Sun In giúp đỡ Bi-seng băng bó vết thương. Thấy cô vẫn còn ấm áp với Bi-seng, Yoon Hyung rất tức giận nhưng anh vẫn kìm nén. Anh tiến lên và hỏi, nhưng cô nói rằng toàn thể nhân viên đang nỗ lực bảo vệ siêu thị. Cô còn phải làm thêm giờ và không có ngày nghỉ vì thế đã từ chối, điều này khiến Yoon Hyung không thể kiềm chế được. Sau khi trở lại công ty, Yoon Hyung ngay lập tức gọi các cộng sự của mình và sắp xếp chi tiết hơn cho kế hoạch đóng cửa siêu thị. Để bảo vệ siêu thị, tất cả nhân viên của Bi-seng và siêu thị phía Tây đã thử mọi cách tăng doanh số bán hàng. Trong quá trình nỗ lực phục vụ khách hàng của Bi-seng, anh gặp một ông già hàng ngày đến siêu thị để thử đồ ăn, không chỉ chào đón nồng nhiệt, anh còn chu đáo phục vụ đồ uống cho người lớn tuổi. Điều anh ấy không biết, ông già hèn mọn trước mặt này kỳ thực có rất nhiều bối cảnh, hành động tử tế của anh ấy sau này sẽ cứu thành công siêu thị phía Tây. Chẳng bao lâu sau, thời hạn mà chủ tịch Sen đặt ra đã đến, tuy nhiên, doanh số chỉ tăng 2,4%, còn xa so với mức 10% theo quy định, điều này khiến Bi-seng và các nhân viên siêu thị rất tuyệt vọng. Để bảo vệ siêu thị, họ cần tranh luận trường hợp của mình tại cuộc họp với ban quản lý cấp cao của công ty. Doanh số bán hàng của siêu thị đang tăng đều đặn, sẽ sớm có kết quả tốt hơn. Yoon Hyung chính là người khẳng định rằng họ không đáp ứng được mục tiêu. Thấy hai người lại cãi nhau, chủ tịch Sen không còn cách nào khác đành phải tuyên bố biểu quyết. Kết quả bỏ phiếu được đưa ra, hầu hết mọi người đều ủng hộ việc đóng nó. Chủ tịch Sen đành phải tuyên bố đóng cửa siêu thị phía Tây. Đối mặt với kết quả này, Bi-seng và toàn thể nhân viên siêu thị cảm thấy vô cùng thất vọng. Bi-seng thấy rất có lỗi, tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng các đồng nghiệp của anh không hề đổ lỗi cho Bi-seng, ngược lại, họ rất biết ơn Bi-seng vì đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ. Ngay sau đó, siêu thị đã đăng thông báo sắp đóng cửa, mọi người đều cảm thấy rất buồn, Bi-seng bất lực chỉ có thể dựa vào vai IoT cho an ủi. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là đường dây nóng dịch vụ của công ty đã bị quá tải vì những người không hài lòng với việc đóng cửa siêu thị. IoT ngay lập tức đề nghị Bi-seng cố gắng triệu tập một cuộc họp hội đồng công ty, anh vội vàng đi tìm bà nội chủ tịch nhờ bà Sen giúp triệu tập cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị. Mặc dù chủ tịch Sen không nói gì, nhưng bà vẫn rất vui khi thấy Bi-seng có chiến lược như vậy, vì thế đã đồng ý. Để giành được sự ủng hộ của các cổ đông thành viên hội đồng quản trị, Bi-seng đã làm việc chăm chỉ bằng tất cả sức lực của mình. Anh được biết giám đốc Park thích uống cà phê, Bi-seng lập tức kéo ông ta ra ngoài rồi dúi cà phê thượng hạng vào tay ông. Giám đốc Giang yêu chiếc xe của mình như mạng sống, Bi-seng thậm chí còn đến giúp lau chùi mỗi ngày. Không có thủ đoạn nào là vô liêm sỉ cả, chỉ là cố gắng lấy lòng một chút cũng không sao, hãy để họ công tâm nhìn vào kết quả. Anh đến gặp quản lý Min và lấy ra một bức ảnh, ông ta vừa nhìn đã hớn hở, hóa ra đó là ảnh của mẹ Sui In, bởi vì bà là mối tình đầu của ông, hứa rằng sẽ giúp đỡ anh trong tương lai. Mặc dù Bi-seng đã thành công có được cơ hội triệu tập hội đồng, nhưng Yoon Hyung không hề hoảng sợ, bởi vì anh ấy cũng đang vận động hành lang cho các thành viên. Siêu thị phía Tây đã thua lỗ trong nhiều năm, báo cáo được chuyển tới từng thành viên hội đồng quản trị. Đối mặt với Yoon Hyung khăng khăng đóng siêu thị mà cô hết lòng bảo vệ, Sun In cảm thấy tức giận, cô hỏi anh tại sao không nhìn vào mặt tích cực. Tuy nhiên, Yoon Hyung cho biết anh là người chuyên nghiệp trong việc công và việc tư, sẽ không thay đổi lập trường của mình chỉ vì Sun In đang ở siêu thị phía Tây, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Bi-seng. Bản thân Bi-seng cũng không hiểu Yoon Hyung làm vậy vì cái gì, nhưng IoT lập tức nói cho anh biết đây không chỉ là vấn đề đóng cửa các siêu thị, vấn đề là sẽ có được sự tín nhiệm khi bầu vị trí chủ tịch trong tương lai. Bi-seng cũng hiểu ra được ý đồ sâu xa phía sau. Hội đồng sớm được triệu tập, Yoon Hyung tràn đầy tự tin khi bắt đầu, trọng tâm là việc từ bỏ siêu thị phía Tây sẽ có nhiều lợi ích hơn. Dưới lý luận đanh thép của mình khiến cho các thành viên cảm thấy rất có lý.
Sau đó đến lượt Bisen, anh nhấn mạnh việc người lao động nuôi sống gia đình không phải là điều dễ dàng, đồng thời báo cáo với ban giám đốc về tiềm năng phát triển trong tương lai của siêu thị, hy vọng họ có thể cho anh thêm 6 tháng nữa. Ngay khi mọi người đang do dự, đại diện nhân viên siêu thị cũng đến dự với ban giám đốc, tổ trưởng Gao cầm theo một tập tài liệu đó là chữ ký của tất cả nhân viên. Họ hứa rằng trước khi tăng doanh thu lên 10% trong tương lai, ngoài lương cơ bản thì tất cả nhân viên sẽ không được nhận thêm tiền thưởng hoặc thù lao để biểu đạt sự chân thành. Mọi người đều cảm động, tại thời điểm này giám đốc Jin, người kỳ cựu của công ty, cũng đến phát biểu thay Bisen và những người khác, ông chính là ông già hàng ngày đến siêu thị để thử đồ ăn. Dưới sự chỉ đạo của ông, tất cả các giám đốc đều nhất trí đồng ý cho Bisen và những người khác nửa năm, Bisen và các nhân viên siêu thị lập tức gieo họ. Sau đó anh chạy theo ông và nói lời cảm ơn, ông ấy chỉ đáp lại đây là kết quả của sự làm việc chăm chỉ, quan tâm đến tất cả mọi người thành công sẽ sớm đến. Phía bên kia Yoon Hyung rất buồn sau khi thua trận, Sun In đã ở bên anh ấy, mang đến cho anh niềm an ủi lớn nhất vào lúc này. Còn Bisen đưa nữ thư ký về nhà, IUT đi theo phía sau muốn choàng lấy cánh tay anh nhưng cô đã rút tay lại. Sau một thời gian dài đắn đo, nữ thư ký IUT cuối cùng lấy hết can đảm bảo Bisen đãi cô bữa tối, nhưng Bisen trông có vẻ xấu hổ sau khi nghe điều này. Anh ấy nói rằng thực ra đã muốn mời cô từ lâu rồi, nhưng bà nội Chebon đã cắt đứt nguồn tài chính vì thế Bisen không có một xu nào cả. IUT hỏi Bisen tại sao tiền lương của anh ấy lại tiêu nhanh như vậy, Bisen sững sờ một lúc sau khi nghe điều này, bởi vì anh ấy thậm chí còn không biết rằng mình thực sự có nhận lương. Bisen liền mang sổ của mình ra cây ATM để xác nhận, ngay khi nhìn vào sổ ngân hàng anh vô cùng vui mừng, bởi vì tiền lương của anh ấy hoàn toàn có thể mời cô đi ăn cả tháng. Bisen lập tức gọi điện cho IUT một cách hào hứng để thông báo tin vui, cô đồng ý ăn tối cùng nhau vào thứ bảy và ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Bisen. Sau khi nhận lương anh ấy không chỉ tặng quà cho bà nội, anh cũng mua cho người dì của mình một phần. Bisen nghĩ rằng họ sẽ vui mừng khôn xiết sau khi nhận được nó, không ngờ không khí ở nhà lại buồn tẻ như thường. Nhưng điều anh không biết là chủ tịch Sen thực sự rất thích, bà mặc chiếc áo dài anh ấy tặng, con dâu bà nhìn thấy biết rằng chủ tịch Sen đã đặt nhiều hy vọng vào Bisen. Phía bên kia, để hiểu được tính cách của Yoon Hyung, cha mẹ của Sun In đã yêu cầu Jen Biao đi tìm Yoon Hyung rủ uống vài ly. Sau khi nhận nhiệm vụ, Jen Biao mời Yoon Hyung đi chơi, bởi vì Jen Biao siêu nghiện cồn, ly vừa đầy là anh uống hết, Yoon Hyung đành phải theo anh ta. Nhưng Yoon Hyung không quen với cường độ uống như vậy, rất nhanh sau đó đã ngã ngay trên bàn, Jen Biao không còn cách nào khác đành phải đưa anh về nhà, Sun In tức giận đến mức muốn nổ tung. Ngày hôm sau gia đình Sun In đang chuẩn bị ăn sáng, Yoon Hyung bị vấy bẩn quần áo phải mặc đồ của Jen Biao, sự thay đổi đột ngột khiến anh rất khó chịu. Ngay cả Bin Ru ở bên cạnh cũng không khỏi thở dài sau khi nhìn thấy, cô nói rằng ngoại hình của Yoon Hyung giảm đi rất nhiều sau khi mặc bộ trang phục này. Điều Yoon Hyung không mong đợi là đúng lúc anh đang vô cùng xấu hổ, tình địch Bisen lại đến thăm nhà Sun In, nhìn thấy trang phục của Yoon Hyung, Bisen lập tức cười nhạo anh. Yoon Hyung xấu hổ muốn tìm một cái hố xí và bò vào đó, sau đó Bisen mang quà ra gửi cho mọi người. Các thành viên trong gia đình nhận được quà đều vui mừng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Yoon Hyung, anh ta còn tranh giành được bữa cơm với Bisen. Lúc này, vì sắp đến sinh nhật của Bisen, IUT đã đến trung tâm mua sắm để mua quà sinh nhật cho anh, và lúc này IUT gặp mẹ chồng hụt. Sau khi biết sinh nhật của Bisen là vào tháng 10 thay vì tháng 6, bà mẹ xinh đẹp trông vô cùng bất ngờ. Sau đó bà mời IUT về nhà yêu cầu cô ấy giữ bí mật về ngày sinh nhật của Bisen, IUT nghe xong lập tức có dự cảm bất an. Bisen đang vui vẻ làm việc thì chợt nhìn thấy Pinru đang đợi mình, anh ta vội vàng trốn đi. Tại thời điểm này Bisen đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Pinru và IUT. Lúc đó anh mới biết, hóa ra Pinru, Jen Biao và những người khác chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh ấy. Sau khi nghe lỏm được bí mật nhỏ này, Bisen chỉ đứng cười khúc khích một mình. Anh lập tức nhờ IUT đặt nhà hàng cho anh, yêu cầu IUT đừng quên ngày hẹn hò giữa họ. Bởi vì trước đây anh ấy không có nhiều bạn bè ở Busan nên tràn đầy kỳ vọng vào ngày sinh nhật này, thế là anh đến sớm và sau đó chờ đợi mọi người với niềm vui. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là mới chỉ có nửa ngày trước, IUT đã sắp xếp thời gian rồi nhưng chủ tịch Sen là vì thư ký Jin bị ốm, tạm thời mời IUT đi cùng bà ấy đến bữa tiệc khác. Và phía bên kia, bố mẹ Sun In cũng đi dự đám cưới, họ chỉ có thể để quán bán đồ ăn nhanh cho Jen Biao và Pinru, điều khủng khiếp hơn là hôm nay bỗng nhiên có rất nhiều khách. Jen Biao và Pinru bận rộn đến mức phổi gần chín vẫn chưa xong, điều trùng hợp hơn nữa là Sun In hôm nay cũng phải làm thêm giờ. Bisen vật vả chờ đợi ở nhà hàng cả ngày, thấy mọi người đã lâu không đến anh gọi một phần thịt bò, bắt đầu ăn một mình trong buồn bã. Cuối cùng, Pinru và Jen Biao đã đóng cửa hoạt động quán ăn, ngay lúc hai người họ đang đo nhiệt độ cho nhau thì Sun In đã gọi, cô phát hiện ra không có ai đến dự sinh nhật của Bisen. Sau khi biết tin, để tránh Bisen quá cô đơn, Sun In vội vã đến đó, Yoon Hyung cũng mời Sun In đi ăn tối nhưng trong khi chờ đợi anh thấy Sun In đã đi nơi khác, vì thế anh ấy đã đi theo. Chẳng bao lâu, Sun In đã đến nhà hàng trước tiên, cô gửi lời chúc phúc và quà tặng đến Bisen, Bisen rất cảm động, anh đứng dậy đến bên cạnh Sun In và ôm cô trong vòng tay. Sau đó những người khác lần lượt đến, cả năm người vì thế đã có một buổi tiệc rất tuyệt vời mặc dù hơi muộn. Tất cả những điều này cũng bị Yoon Hyung nhìn thấy ở ngoài cửa sổ, anh ta thực sự muốn lấy bánh đổi nó thành phân chuồng rồi thổi vào mặt Bisen. Khi Sun In trở về nhà gần đó, Yoon Hyung đã chờ đợi rất lâu, lúc này Yoon Hyung hỏi Sun In đi đâu về, ý định ban đầu của anh là để Sun In tự giải thích. Nhưng Sun In lại một lần nữa không nói ra sự thật, vì vậy Yoon Hyung đề nghị chia tay mà không nói gì, anh rời đi mà không ngoảnh lại. Đối mặt với sự chia tay đột ngột như vậy, Sun In không thể chấp nhận, cô liên tục gọi cho Yoon Hyung nhưng Yoon Hyung cố ý không trả lời. Cha của anh tình cờ lại bắt máy, ông đã hẹn gặp hai người họ và thuyết phục hai người hòa giải.
Dưới sự thuyết phục của ông, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng đã dịu bớt, nhưng vào lúc này thư ký Jin ngã bệnh, ông bị đau tim, Bi-seng thay mặt chủ tịch Sen đến thăm ông. Nhưng Yoon Hyung cảm thấy rằng bố mình đã phục vụ chủ tịch Sen cả đời. Bây giờ bố anh đang gặp nguy hiểm nhưng chủ tịch Sen lại không quan tâm, điều này khiến anh cảm thấy chủ tịch Sen quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngoài ra, Bi-seng còn can thiệp vào mối quan hệ của anh với Sun In, anh ta ghét chủ tịch Sen và Bi-seng bằng cả trái tim, chuẩn bị sẽ làm ầm ĩ về bí mật ngày sinh của Bi-seng. Bà nội Chae-bon lên kế hoạch thừa kế công ty cho cháu trai ngoài giá thú, nhưng điều bà không bao giờ ngờ tới người thừa kế duy nhất của gia đình hóa ra là kẻ giả mạo. Yoon Hyung đã nộp văn bản cho chủ tịch Sen và nói với bà rằng Bi-seng có ngày sinh nhật thực sự là ngày 16 tháng 10 năm 1975, nhưng trong tài liệu lại là ngày 16 tháng 6 năm 1976. Nhưng từ năm 1973 đến tháng 6 năm 1975, cha của Bi-seng đã đi du lịch ở Hoa Kỳ trong 2 năm qua đó, điều đó có nghĩa cháu trai của chủ tịch Sen chỉ là giả mạo. Có tin tức, chủ tịch Sen nghi ngờ gọi Bi-seng đến để chất vấn, sinh nhật có phải là ngày sinh thực sự của anh ấy không? Đối mặt với câu hỏi của chủ tịch Sen, anh trả lời thực ra không phải là sinh nhật thật của anh ấy, chỉ là mẹ anh muốn anh nhập hộ khẩu với bố mà thôi. Nhưng nó cứ trì hoãn, đó là lý do tại sao họ đã không đăng ký cho đến cuối cùng. Chủ tịch Sen tiếp tục hỏi ngày sinh thật của Bi-seng. Anh cho biết là ngày 16 tháng 10 năm 1975, như vậy chỉ cách ngày bố anh từ Mỹ trở về có 4 tháng, không thể nào sinh ra anh được. Chủ tịch Sen đã có kết quả trong tay, nhưng bà giả vờ bình tĩnh, để mọi người ra ngoài trước. Yoon Hyung ở một bên rất tự hào vì đã trả thù thành công. Bi-seng bối rối trước hành vi bất thường của bà mình, Yoon Hyung đứng lên và nói cho anh ta sự thật rằng anh không phải là cháu trai của chủ tịch. Bi-seng không thể tin được sau khi nghe điều này, anh lập tức quay lại hỏi IUT những gì Yoon Hyung nói có phải là sự thật không. IUT nói rằng điều này không được xác nhận 100%, cũng chưa có gì chắc chắn. Từ khi biết được sự thật, chủ tịch Sen vô cùng sốc, bà ấy không biết phải giải quyết chuyện này thế nào cả. Trái tim Bi-seng cũng đang đau khổ bởi vì anh ấy không thể tưởng tượng được người mẹ thân yêu của mình lại giang díu với người khác. Đêm đó, Bi-seng đã đến phòng bà nội và giúp bà chườm nóng các khớp đau nhức như thường lệ. Anh vẫn đang tham gia các sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong công ty. Mặc dù bà không trả lời nhưng thực ra trái tim bà đã đúng từ lâu rồi, Bi-seng có cảm xúc sâu sắc. Ngày hôm sau, anh bỏ lại mọi thứ rồi rời đi không nói một lời. Sau khi IUT biết chuyện, cô chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng để tránh cho công ty bị ảnh hưởng, chủ tịch Sen từ chối lời đề nghị của IUT. Nhìn vào mọi thứ Bi-seng để lại, IUT càng nghĩ càng tức giận, cô lập tức chạy đến công ty và quăng sấp tài liệu vào mặt anh ta. Không lâu sau, các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã nhận được nó, tin Bi-seng không phải là cháu trai của chủ tịch Sen. Tất cả đều đến nhà của bà, mục đích của họ là muốn bà chọn lại người kế nhiệm công ty. Tuy nhiên, đối mặt với áp lực từ các giám đốc điều hành cấp cao của công ty, thái độ của chủ tịch Sen vẫn cứng rắn. Không ai chắc chắn 100% rằng Bi-seng không phải cháu trai bà vẫn tin rằng Bi-seng là người kế vị duy nhất. Sau khi Bi-seng rời nhà, anh tìm đến chỗ Sun In nói vài lời chia tay, anh ấy sẽ không bao giờ làm phiền Sun In trong tương lai, sau đó bỏ đi. Sau khi rời Sun In, anh dự định sẽ quay lại Busan, nhưng khi liên lạc với người thân và bạn bè ở Busan, thấy mọi người đều đang háo hức chờ đợi anh trở về quê hương, điều này thực sự khiến anh mất mặt, thế là chuyện quay lại Busan đã bị bỏ qua. Đúng lúc anh đang lo lắng không biết nên ở đâu thì phát hiện hành lý của mình đã bị lấy mất. Thế là anh ta không xu dính túi, Bi-seng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đồn cảnh sát để được giúp đỡ. Tình cờ Bi-seng gặp Xiao Pang làm việc ở chợ hải sản, dưới sự giới thiệu của Xiao Pang, Bi-seng cuối cùng cũng tìm được một nơi để ở. Sau khi biết Bi-seng vẫn đang ở chợ hải sản Seoul, IUT ngay lập tức đến đó để tìm kiếm. Vào lúc này cô lại nhìn thấy mấy tên giật đồ trên tay Bi-seng, IUT bảy cây lau nhà không nói một lời lao tới bắt đầu múa võ. Tất cả những người đàn ông khỏe mạnh đều bị đánh cho đến khi mũi bầm tím và mặt sưng tấy. Nhưng sau đó khi đi ăn cô mới biết họ chỉ quan sát để giúp Bi-seng vận chuyển hàng hóa, IUT nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ. IUT muốn thuyết phục Bi-seng quay lại, nói rằng bây giờ không có bằng chứng chứng minh anh ta không phải là cháu trai của chủ tịch Sen. Nhưng Bi-seng chẳng quan tâm, vốn dĩ anh cũng không muốn làm vị trí chủ tịch đó, ngược lại, anh cảm thấy chợ hải sản tự do hơn đối với mình. IUT không thuyết phục được quay về báo với chủ tịch Sen dùng biện pháp mạnh đưa về, nhưng tính khí hai bà cháu như nhau, chẳng có ích gì khi đưa một người không muốn về nhà. Vì thế IUT mỗi ngày đều đến chợ hải sản để xem anh làm việc, những cử chỉ thân mật cũng bắt đầu từ đây mà ra. Mấy ngày nay IUT thuyết phục thấy Bi-seng vẫn nhớ Sun In. Để Bi-seng quay về càng sớm, IUT tìm đến Sun In hy vọng Sun In có thể đến thăm Bi-seng và nói anh ta về nhà nội, nhưng Sun In từ chối yêu cầu của cô, không muốn quấy rầy cuộc sống của Bi-seng. Phía bên kia, thư ký Jin bị ốm cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy cha bình an vô sự Yoon Hyung vô cùng hài lòng, sự việc này đã khiến anh càng trân trọng những người xung quanh mình hơn. Để giữ Sun In bên mình, Yoon Hyung định cầu hôn cô, nhưng sau khi Sun In nghe được đề nghị của anh, cô ấy đã lưỡng lự, trong lòng cô không hề có gợn sóng nào cả. Sun In nhận ra cảm xúc bên trong của mình, phản ứng này cũng rất lạ, cô không hề nhớ nhung gì Yoon Hyung. Đúng lúc này Sun In nhận được một cuộc gọi, hành lý của Bi-seng đã được tìm thấy. Bởi vì bên trong có số điện thoại của Sun In nên cảnh sát gọi cô đến nhận. Sau khi mang túi về nhà, Sun In nhìn thấy một cuốn nhật ký bên trong, nó ghi lại từng chi tiết của Bi-seng và Sun In. Sun In đã bật khóc sau khi xem nó, cô cũng cười vì hạnh phúc, Sun In dường như đã nhìn rõ lòng mình, thế là cô lập tức chạy đến chợ hải sản. Khoảnh khắc hai người gặp nhau giống như hai người yêu nhau lâu rồi không gặp, Bi-seng mời cô đi ăn hủ tiếu. Lúc này Sun In đã có ý định đưa Bi-seng về nhà mình, cô vừa nói ra thì Bi-seng đã nhảy cẩn lên vì sung sướng. Sau đó, Yoon Hyung cũng sẵn sàng cầu hôn Sun In, sau một thời gian chờ đợi Sun In cuối cùng đã đến, Yoon Hyung ngay lập tức lấy ra một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn cô.
Sun In từ chối mà không nói gì. Khoảnh khắc này khiến Hyung vô cùng hụt hẫng và bất mãn. Anh không biết vì sao cô ấy lại từ chối. Ngày hôm sau, Yeon Hyung vội vã đến nơi bạn gái Sun In làm việc. Anh muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó mời Sun In đi ăn tối. Không ngờ lần này Sun In lại từ chối, hy vọng họ sẽ không gặp lại nhau trong tương lai. Sau khi nghe điều này, Yeon Hyung cảm thấy khó chấp nhận. Anh hỏi Sun In chuyện gì đã xảy ra. Sun In nói rằng cô ấy đã trao trái tim mình cho Bi-seng. Yeon Hyung tức giận lên xe đạp ga và phóng thẳng đến chợ cá của Quách Ngọc Tuyên. Sau khi nhìn thấy Bi-seng đang đứng đó, Yeon Hyung bước tới không nói một lời đấm thẳng vào mặt Bi-seng. Anh cũng muốn đánh trả Yeon Hyung, nhưng khi anh nghe thấy Yeon Hyung đến đây vì Sun In thì lập tức từ bỏ sự phản kháng. Anh để Yeon Hyung muốn đánh bao nhiêu thì tùy. Cho đến khi Yeon Hyung cuối cùng cũng mệt mỏi, cả hai cũng bình tĩnh ngồi xuống, nhâm nhi vài ly rượu như hai thằng đàn ông, Yeon Hyung chỉ có thể chấp nhận sự thật anh đã mất Sun In. Mặt khác, mẹ của Oh Jun-soo đã tìm đến thư ký Jin và nói với thư ký Jin rằng bố của Bi-seng từng điều trị bệnh ở Mỹ, vẫn còn lại những mẫu máu để so sánh. Sau khi xét nghiệm thì Bi-seng chính xác là cháu trai của gia đình bà. Mà tất cả những điều này đều bị Yeon Hyung ở ngoài cửa nghe được, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy thực sự không thể hiểu tại sao mọi người đều thích Bi-seng. Ngay khi Yeon Hyung thất vọng với cảm xúc của mình, EUT đã nói với anh những vấn đề trong công ty hiện nay. Do lạm phát, nhà cung cấp của siêu thị muốn tăng giá vận chuyển, nhưng Yeon Hyung kiên quyết không đồng ý. Họ không còn cách nào khác là phải chơi quân bài tình cảm, với hơn 20 năm hợp tác hãy cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Tuy nhiên, Yeon Hyung cho rằng kinh doanh là để kiếm tiền, không dành cho sự lãng mạn, vì vậy anh kiên quyết từ chối yêu cầu của nhà cung cấp. Họ nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Yeon Hyung, thế là tất cả đều xắn tay áo rời đi. Yeon Hyung ban đầu nghĩ rằng với thái độ cứng rắn của mình thì các nhà cung cấp phải nhượng bộ, nhưng điều anh không ngờ tới là cách tiếp cận của ông đã gây ra sự tẩy chay từ các nhà cung cấp. Họ đã từ chối chở hàng cho các siêu thị, hệ thống bây giờ đang hoàn toàn hỗn loạn, không có hàng hóa nào trên kệ cả, những khách hàng không mua được bắt đầu chửi bới, siêu thị gần như ngừng hoạt động. Yeon Hyung luôn có thái độ cứng rắn đột nhiên hoảng sợ, để ngăn chặn công ty tiếp tục hỗn loạn, EUT một lần nữa nhận ra mình phải đưa Bi-seng về, giải thích cho Bi-seng về cuộc khủng hoảng hiện tại mà công ty đang phải đối mặt. Sau khi biết tin công ty có thể phá sản, anh lập tức tìm đến Yeon Hyung và nhờ Yeon Hyung vui lên để giải quyết công việc của công ty. Tuy nhiên Yeon Hyung đã uống đến kiệt sức. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành phải cắn răng hành động, nhanh chóng tìm được nhà cung cấp và nói chuyện một cách khiêm tốn với họ. Tuy nhiên, họ cho rằng sự kiêu ngạo và thù hận của Yeon Hyung là quá đáng, vì thế sẽ không nhượng bộ, còn đe dọa rằng nếu Yeon Hyung không quỳ xuống trước mặt họ và xin lỗi thì không bao giờ chở hàng nữa. Đúng lúc này Yeon Hyung xuất hiện, lần này anh chọn cách thỏa hiệp và quỳ gối trước nhà cung cấp. Bi-seng cũng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Trước sự cầu xin khiêm tốn của họ, các nhà cung cấp cuối cùng đã tha thứ. Sau sự việc này, ấn tượng của Yeon Hyung về Bi-seng đã được cải thiện rất nhiều. Anh cũng bắt đầu hy vọng anh ấy có thể tiếp tục quay lại làm việc ở công ty. Chủ tịch Seng cũng ghi nhận thành tích của anh, để cho Bi-seng về nhà, vậy là bà đã đích thân đến chợ hải sản thuyết phục anh về. Trước sự thuyết phục của bà nội, anh vẫn còn ngập ngừng. Khi đang suy nghĩ thì một người đưa cho anh video các nữ nhân viên của siêu thị mong mỏi anh quay về. Nhìn các cô gái xinh đẹp như thế, lần này anh không thể trốn tránh trách nhiệm được nữa. Bi-seng quay trở lại công ty trong sự kỳ vọng lớn lao. Sự trở lại của anh khiến tất cả nhân viên của công ty đều hào hứng, ban giám đốc công ty cũng đang mong chờ kết quả người kế nhiệm chủ tịch. Yeon Hyung và Bi-seng là những người đầu tiên được đề cử, anh là người sáng giá nhất lúc này. Mặc dù Bi-seng đã đồng ý quay lại công ty làm việc, nhưng anh vẫn cảm thấy rằng việc quay trở lại và sống với chủ tịch Sen rất căng thẳng, thế là anh ấy ở lại nhà Sun In. Mặc dù Bi-seng và Sun In thích nhau vào thời điểm này, nhưng trước áp lực từ gia đình Sun In, họ vẫn không dám công khai một cách dễ dàng, cả hai bắt đầu một mối tình ngầm như thế. Chủ tịch Sen sau khi biết Bi-seng dọn đến ở nhà Sun In để Bi-seng có thể thực hiện công việc của công ty mà không gặp bất kỳ áp lực nào, bà cử EUT chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Bi-seng. Dưới sự sắp xếp có tổ chức chặt chẽ của EUT, phòng tiện ích đơn giản nơi Bi-seng sống ban đầu biến hóa ngay thành văn phòng sang trọng, người nhà của Sun In nhìn thấy họ rất kinh ngạc. Sau khi Sun In biết được chuyện này, cô đã động viên anh phải dùng hết sức mình để giành chiến thắng. Với sự khích lệ của Sun In, anh hứa sẽ chạy đua hết mình để trở thành người kế nhiệm chủ tịch Sen. Mặc dù Bi-seng và Sun In đang bí mật hẹn hò, nhưng hai người lại vô cùng ngọt ngào, điều này khiến Yeon Hyung hoàn toàn mất hy vọng. Lúc này, tình cảm của EUT dành cho Bi-seng ngày càng khó kiểm soát, Bi-seng đang nghỉ ngơi ở văn phòng cô ấy thậm chí còn chạm vào Bi-seng. Nhưng cô cũng hiểu Bi-seng thích Sun In, vì thế cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân, giữ cảm giác này sâu thẳm trong trái tim. Ngay sau đó công ty tiến hành họp định kỳ, trong suốt cuộc họp Yeon Hyung thấy EUT luôn chăm chú nhìn vào Bi-seng. Vì vậy sau cuộc gặp Yeon Hyung nhắc nhở EUT kiểm soát biểu cảm của mình, anh khuyên cô nếu không đủ can đảm để tỏ tình vậy thì đừng thể hiện nó rõ ràng như vậy. EUT phản đối Yeon Hyung, nói yêu một người không nhất thiết là chiếm hữu họ, ở bên cạnh người đó cũng là một loại hạnh phúc. Cuộc trò chuyện của họ tình cờ bị Bi-seng nghe được, chỉ khi đó anh mới nhận ra rằng EUT luôn yêu mình, điều này khiến Bi-seng nhất thời không biết phải làm sao. Anh đối xử với EUT cũng bắt đầu trở nên cực kỳ mất tự nhiên, để tránh bối rối anh chỉ giả vờ như không biết. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là kể cả mấy gì quét dọn của công ty cũng có thể thấy được EUT thích anh. Nhớ lại từng chút trải nghiệm với EUT, Bi-seng cảm thấy mình không thể giả vờ như không biết được nữa. Anh quyết định nói rõ ràng với cô, cũng xin lỗi cố tình xa lánh EUT. EUT cũng hy vọng rằng hai người họ sẽ trở lại trạng thái ban đầu một lần nữa. Sau khi nút thắt trái tim được mở, Bi-seng mời EUT khiêu vũ. Cô lặng lẽ khóc trên vai Bi-seng trong nước mắt, trong bầu không khí lãng mạn như vậy mà EUT từ bỏ tình cảm của mình với Bi-seng. Hôm sau khi Bi-seng ngủ dậy, phát hiện anh và Sun In đang ngủ cùng nhau, hai người lập tức sửng sốt.
Nhưng trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gia đình Sun In mở cửa, hai người bị phát hiện ngủ chung mà không trình báo. Mẹ của Sun In ngay lập tức nổi giận cầm chổi lên và đuổi đánh hai người. Sau đó, gia đình Sun In đã tìm hiểu và hỏi anh, hóa ra hai người đã bí mật hẹn hò từ lâu, cùng nhau che giấu mọi người. Sau khi biết tối qua hai người vừa ngủ với nhau, các thành viên trong gia đình Sun In cũng chấp nhận sự thật là hai người đang yêu. Rất nhanh sau đó, đại hội bầu người kế nhiệm công ty đã được tổ chức, thư ký Jin cũng làm kiểm tra lại quan hệ cha con của Bi-sen. Báo cáo được trao đến tay chủ tịch Sen ngay trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu. Chủ tịch Sen yêu cầu Bi-sen đi ra ngoài, điều này khiến Bi-sen cảm thấy bối rối. Đợi Bi-sen đi ra ngoài, bà nói anh không phải cháu ruột của mình. Tin tức này ngay lập tức làm mọi người chấn động. Trước khi mọi người kịp phản ứng, chủ tịch Sen cũng đề xuất rằng Bi-sen bị loại khỏi danh sách ứng cử viên. Bà vừa nói lời này, đã có nhiều người đồng ý, nhưng không ngờ lúc này giám đốc Jin lại lên tiếng phản đối, bởi vì Bi-sen có thể trở thành chủ tịch hay không đâu thể nào dựa vào huyết thống với bà. Và những trường hợp trước đây đã chứng minh Bi-sen hoàn toàn đủ điều kiện để được đề cử, ông kiên quyết không đồng ý loại bỏ Bi-sen khỏi danh sách, ban giám đốc cũng đồng ý với ý kiến này. Thế là cuộc bình chọn chính thức bắt đầu, kết quả bầu cũng sắp có thu hút sự quan tâm rộng rãi của toàn thể nhân viên công ty. Sau cuộc bỏ phiếu sôi nổi, Bi-sen được bầu làm chủ tịch mới của công ty với 12 phiếu. Có tin tức cả công ty gieo hò vui vẻ, chỉ có Bi-sen là lo lắng vì anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được bầu làm chủ tịch cả. Lee Hyun-jung thấy Bi-sen chiến thắng cũng bắt đầu có sự ngưỡng mộ lớn đối với anh, bắt đầu tích cực hỗ trợ Bi-sen. Chủ tịch Sen cũng đã chuyển nơi thường trú đã đăng ký của Bi-sen sang nơi ở riêng của mình, mong Bi-sen sẽ cùng bà trải qua những ngày cuối đời. Với sự kỳ vọng nhiệt thành của chủ tịch Sen, Bi-sen cũng bắt đầu công việc chính thức của mình với tư cách là chủ tịch. Nhờ nỗ lực và sự khiêm tốn, anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi tích cực từ giới truyền thông. Bà cũng vui mừng vì điều này, nhưng vì Bi-sen quá bận, anh và Sun In cũng ngày càng mất liên lạc. Sun In mời Bi-sen về ăn tối cùng gia đình cô ấy. Bi-sen ban đầu đã hứa nhưng khi đến thời điểm đã định thì anh đang bận tham dự nhiều bữa tiệc khác nhau. Điều này khiến những người thân trong gia đình cô đã chờ đợi anh rất vất vả, họ vô cùng thất vọng với Bi-sen, Sun In cũng cảm thấy rất buồn. Theo lời của IUT, khi đó Sun In mới biết rằng Bi-sen đã ngất đi do gắng sức quá mức. Sun In đã viết một bức thư để an ủi Bi-sen, sau khi đọc thư của Sun In, tâm trạng của anh cũng tốt hơn hẳn. Cuộc sống ngày càng mệt mỏi, để giảm bớt áp lực cho bản thân trong công việc, Bi-sen bắt đầu cải tổ công ty theo mong muốn của mình. Nhưng việc anh làm nhanh chóng vấp phải sự phản đối của những người bảo thủ trong công ty để lật đổ Bi-sen ngỗ ngược khỏi quyền lực. Họ thậm chí còn đến chỗ Lee Hyun-jung hy vọng có thể hợp tác với Lee Hyun-jung để giành lại ghế chủ tịch, nhưng Lee Hyun-jung đã từ chối làm điều này bởi vì anh cho rằng Bi-sen thích hợp hơn. Những người bảo thủ làm ầm ĩ trước mặt chủ tịch Sen, bà phải tổ chức một cuộc họp thảo luận trước sự tranh giành quyền lực của công ty. Bi-sen quan tâm đến bản thân mình hơn. Vì vậy anh kiên quyết đứng dậy rời khỏi phòng họp lao tới nơi làm việc của Sun In. Không lâu sau công ty tổ chức đại hội cổ đông, đây cũng là lễ nhậm chức của Bi-sen làm chủ tịch. Nhưng vào lúc này sau khi cảm ơn mọi người, anh đã đứng ra nói lời từ chức, rồi anh bước đi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ở phần cuối của câu chuyện, siêu thị phía Tây cũng trở thành siêu thị có doanh thu cao nhất của công ty. Binru và Jen Biao cũng đã kết hôn, Lee Hyun-jung không còn là một chàng trai cô đơn nữa, anh đã gặp được người yêu tiếp theo. Bi-sen cũng đã trở lại Busan bắt đầu mối quan hệ lâu dài với Sun In. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở bộ phim tiếp theo.